Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 28. Các tướng sĩ ngẩn người, vẻ mặt một tướng sĩ trong đó biến sắc, kích động nói, Long Soái. Là cậu sao? Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, là tôi. Long Soái. Vãi, là Long Soái. Trời ơi, Long Soái trẻ quá. Thần tượng, cuối cùng gặp được thần tượng rồi. Các tướng sĩ vô cùng kích động. Nếu không phải vì kỷ luật, thì đã xông lên xin chụp ảnh chung và xin chữ ký rồi. Vị tướng quân đó tự giới thiệu, Long Soái, tôi là Diệp Quân, là người của nhà họ Diệp ở Long Đô. Diệp Quân thần ở ngay trong quân doanh gần đây. Diệp Bắc Minh nhạy bén cảm thấy bầu không khí không đúng. Anh cao mày, Diệp Lăng Tiêu ở đây ư? Long Quốc xảy ra chuyện ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Diệp Quân hơi khó coi, anh ta nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, Long Soái, cậu theo tôi đến quân doanh, để quân thần đích thân nói với cậu thì hơn. Diệp Bắc Minh gật đầu, ngồi lên một chiếc xe trượt tuyết. 15 phút sau, anh xuất hiện ở cửa quân doanh. Diệp Lăng Tiêu sớm đã nhận được tin, đích thân nghênh đón ở cửa quân doanh. Về mặt ý nghĩa nào đó, địa vị Long Soái đã vượt qua quân thần Diệp Lăng Tiêu. Vẻ mặt Diệp Lăng Tiêu nghiêm túc, thấy Diệp Bắc Minh xuống xe xong, vội vàng tiến lên, Long Soái, cuối cùng cậu cũng về rồi. Chúng tôi biết cậu ở Côn Luân Hư, vẫn luôn nghĩ cách liên lạc với cậu, chỉ tiếc là không liên lạc được. Xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Diệp Lăng Tiêu nghiêm túc nói, điện huyết hồn, cho tàn lại cháy. Cái gì? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, rốt cuộc là thế nào? Diệp Lăng Tiêu tỏ vẻ mặt bất lực, một ngày trước, mệnh lệnh của điện huyết hồn truyền đến các thế lực lớn giới võ đạo. Nói cái gì mà huyết tổ trở về, điện huyết hồn chắc chắn sẽ trở lại. Tất cả các thế lực giới võ đạo đều phải đến tổng đàn điện huyết hồn, bái kiến huyết tổ. Ban đầu mọi người đều không coi là chuyện lớn. Nhưng tối hôm qua, tộc trưởng của rất nhiều gia tộc võ đạo, gia tộc cổ võ, gia tộc ẩn sĩ bị giết. Hiện trường để lại ấn ký của điện huyết hồn. Nơi đến đây, Diệp Lăng Tiêu dừng lại. Lấy ra một bức ảnh. Cúi đầu nhìn, là ấn ký đầu lâu màu đỏ máu. Diệp Bắc Minh nheo mắt, quả nhiên là ấn ký điện huyết hồn. Anh vội hỏi, Nhược Giai và Nhược Tuyết đâu? Diệp Lăng Tiêu nhìn sang Diệp Bắc Minh, người của điện huyết hồn giết vào phủ Diệp, một vài cao thủ của Long Hồn đều không ngăn được bọn chúng. Cô Chu và cô Hạ đều mất tích, tôi đã cho người đi điều tra. Khả năng lớn có liên quan đến điện huyết hồn. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm. Hai miếng ngọc vỡ nứt. Cho thấy Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết bị uy hiếp đến tính mạng. Tinh. Đột nhiên. Điện thoại của Diệp Lăng Tiêu đổ chuông. Ông ta nhận được một đoạn video. Mở ra xem, chính là video tổng đàn điện huyết hồn. Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết bị nhốt trong một cái lồng sắt khổng lồ. Xung quanh lồng sắt đều là ăn xin toàn thân bẩn thỉu. Một giọng khàn khàn vang lên, người của ông đột nhập vào tổng bộ điện huyết hồn, đã bị tôi giết rồi. Chắc chắn ông quen Diệp Bắc Minh phải không? Nói với tên súc sinh đó, bản tổ không còn kiên nhẫn nữa đâu. Trong vòng 3 tiếng, nếu không thể đến điện huyết hồn chịu chết. Đám người bẩn thỉu nhất trên đời này sẽ để lại chút gì đó trong cơ thể bọn họ đấy. Video dừng đột ngột. Giác. Lập tức bóp nát điện thoại. Vãi, điện huyết hồn. Diệp Bắc Minh lửa giận ngút trời, trong đôi mắt tràn đầy tia máu, sát khí trên người bùng phát, đến tổng đàn điện huyết hồn. Tổng bộ điện huyết hồn. Huyết tổ ngồi trên chỗ cao nhất của đại diện, hàng loạt võ giả của giới võ đạo Long Quốc đứng phía dưới. Toàn hội trường tĩnh lặng. Gần như tất cả những người có cương vị cao của các thế lực võ đạo giới võ đạo đều có mặt. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều có trong đó. Các gia tộc như nhà họ Hạ, nhà họ Lục, nhà họ Khương đều có ở hội trường. Mẹ Hạ đứng trong đám đông, tuyệt vọng nhìn Hạ Nhược Tuyết, không dám nói một câu. Choang! Đột nhiên! Một tiếng vang lên. Huyết tổ ném ra một chiếc chìa khóa. Đám ăn xin điên cuồng xông lên, sau khi lấy được chìa khóa, mở một bộ xiềng xích khóa chặt lồng giam Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết. Tổng cộng có 3 bộ xiềng xích. Mở một bộ, còn lại 2 bộ. Nếu mở hết toàn bộ 3 bộ xiềng xích, thì đám ăn xin bẩn thỉu này sẽ xông vào trong lồng giam. Hai cô gái đã bị hạ độc, mất hết nội lực. Kết cục nghĩ cũng biết.
Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết tái nhợt, nhìn sang mẹ Hạ. Mẹ Hạ đối diện với ánh mắt của con gái, lập tức cúi đầu lảng tránh sang một bên. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng, nhược giải, nếu bộ xích cuối cùng bị mở ra, Bắc Minh vẫn chưa đến, thì chúng ta làm thế nào? Đôi mắt của Chu Nhược Gia hiện vẻ kiên định, nếu thực sự đến lúc đó, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Cho dù phải chết, tôi cũng sẽ không để mình bị lăng nhục. Đôi mắt của Hạ Nhược Tuyết cũng trở nên kiên định, được, vậy chúng ta cùng chết. Trong đám đông, sắc mặt Lục Khi Xương trắng bệch, bố nói xem thần y Diệp có đến không. Lục Lâm Thiên bất lực lắc đầu, con gái, huyết tổ này là người sáng lập ra điện huyết hồn có lịch sử hơn 1.000 năm. Nếu thần y Diệp xuất hiện vào lúc này, thì sẽ chết chắc. Lục Khi Xương suy sụp, thần y Diệp chắc không dám đến. Một tiếng trôi qua, tinh, huyết tổ ném ra chiếc chìa khóa thứ hai. Đám ăn xin cùng xông lên mở bộ xiềng xích thứ hai. Đến tiếng thứ ba, đã hết thời hạn. Diệp Bắc Minh vẫn không xuất hiện. Huyết tổ thở dài một tiếng, đúng là tiếc quá, tên xúc sinh này vẫn không đến. Choang, chiếc chìa khóa thứ ba bay ra, rơi xuống đất. Đám ăn xin điên cuồng xông lên, cướp chìa khóa, định mở bộ xiềng xích cuối cùng. Chu Nhược Giai nhắm mắt, anh Bắc Minh, báo thù cho em. Hạ Nhược Tuyết cười thảm một tiếc, đời này có thể làm người phụ nữ của anh, là đủ rồi. Hai người định tự vẫn. Đột nhiên, một đường kiếm khí màu đỏ máu từ bên ngoài đại điện phá không trung bay đến. Bùng nổ trên lồng sắt. Phập, lấy lồng giảm hai người Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết làm trung tâm, mặt đất trong vòng bán kính mấy chục mét ầm ầm vỡ nứt. Tất cả đám ăn xin đều bỏ mạng, hóa thành xương máu. Việc này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Mọi người đều quay đầu, nhìn về phía cổng lớn tổng đàn điện huyết hồn. Một thanh niên cầm trường kiếm màu đen đi đến, toàn thân tỏa ra khí tức cuồng bạo. Đôi mắt anh cực kỳ băng lạnh, giống như có một ngọn lửa đang rực cháy. Giọng nói như từ sâu trong cửu u địa ngục vang lên, huyết tổ phải không? Trước đây không tìm được tổng đàn điện huyết hồn. Không ngờ các người lại chủ động tiết lộ vị trí. Bắt đầu từ hôm nay, điện huyết hồn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Soạt, ánh mắt của rất nhiều người đều dồn lên người thanh niên đang đi vào điện huyết hồn. Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết cùng vui mừng, Bắc Minh. Cơ thể của Lục Khi Xương run lên, thần y Diệp, anh ta đến thật ư. Mẹ Hạ không thể tin nổi, cậu ta đến thật ư. Làm sao cậu ta dám? Hàng ngàn khuôn mặt nhìn qua, con người cũng sắp lồi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, đám người điện huyết hồn sợ chết khiếp. Là sát thần đó. Hắn đến rồi. Khoảnh khắc đám người điện huyết hồn nhìn thấy Diệp Bắc Minh, sợ đến chân cũng mềm nhũn. Tất cả chạy đến dưới chân huyết tổ. Đại trưởng lão cất giọng run run, Diệp Bắc Minh, huyết tổ, hắn chính là Diệp Bắc Minh. Huyết tổ lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, không ngừng cười lạnh, võ thánh sơ kỳ. Ha ha ha, một võ thánh sơ kỳ nhỏ bé, lại suýt nữa tiêu diệt điện huyết hồn do một tay tao xây dựng. Đám vô dụng các ngươi. Phập, Diệp Bắc Minh giơ chân giẫm mạnh một cái, mặt đất nổ tung. Giống như tên lửa lao về phía huyết tổ. Xoẹt, chém ra một kiếm, cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, trong lòng huyết tổ bùng lên một ngọn lửa ngút trời, tức giận thét, xúc sinh, quả nhiên mày hống hách như lời đồn bên ngoài. Trước mặt huyết tổ tao, cũng dám ngang ngược như vậy. Diệp Bắc Minh cười, huyết tổ cái chó gì, chẳng qua chỉ là một võ giả trên tiên thiên thôi. Đôi mắt của huyết tổ nghiêm lại. Trên tiên thiên, mọi người giới võ đạo Long Quốc quay sang nhìn nhau. Lục Khi Xương nhìn sang Lục Lâm Thiên, bố, trên tiên thiên là gì? Lục Lâm Thiên nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, không ngờ truyền thuyết lại có thật. Truyền thuyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Khi Xương ngẩn ngơ thất thần. Các võ giả các cũng nhìn qua. Ông Lục, ông biết điều gì? Ông Lục, nếu ông biết, xin giải thích cho chúng tôi đi. Đúng thế, ông Lục, xin ông giải thích đi. Các võ giả khác đều nhìn qua. Lục Lâm Thiên gật đầu, cảnh giới cao nhất của võ giả giới phàm tục Long Quốc cũng chỉ dừng ở võ đế. Trên võ đế, còn có võ thần. Một khi tiến vào cảnh giới võ thần, thì sẽ không ở lại giới phàm tục nữa. Thông thường đều sẽ tiến vào côn luân hư,
sau khi vượt qua cảnh giới võ thần, võ đạo thực sự bắt đầu. Từ võ giả đến võ thần, đều là võ đạo cấp thấp. Vượt qua võ thần, tiến vào cảnh giới tiên thiên, võ đạo mới chính thức tiến vào phạm vi, võ đạo cấp cao. Cơ thể của Lục Khi Xương run lên, võ đạo cấp cao. Nói như vậy, thần y Diệp nói huyết tổ là cảnh giới trên tiên thiên, thần y Diệp có phải đối thủ của ông ta không? Việc này, Lục Lâm Thiên cau chặt mày, rất khó nói. Cùng lúc đó, đường kiếm khí của Diệp Bắc Minh chém xuống khiến huyết tổ cảm thấy bị uy hiếp. Huyết tổ quát lên một tiếng, cút. Từ trong chiếc nhẫn chữ vật giống như cái đầu lâu ở giữa ngón tay. Có một cái gậy bay ra. Một đầu là đầu lâu màu đỏ. Phần thân gậy là một cái xương của ma thú. Ông ta đập mạnh gậy xuống, xúc sinh, cho mày nếm thử cái uy của tiên thiên. Nếm thử nỗi sợ hãi đi. Lúc chạm vào kiếm đoạn long. Rắc, một tiếng giòn tan. Cái gậy đầu lâu trực tiếp vỡ ra. Mặt huyết tổ biến sắc, thế này là sao? Ấy, thanh kiếm này, xúc sinh, không ngờ thanh kiếm nát trong tay mày lại là bảo bối. Nộp ra đi. Huyết tổ tham lam nhìn chằm chằm kiếm đoạn long, trực tiếp tóm đến. Giữa lòng bàn tay ông ta phát ra một làn xương đen, hình thành một bộ vuốt, tóm về phía kiếm đoạn long. Ru. Một tiếng rồng gầm, bộ móng vuốt tan vỡ, xương đen tiêu tan. Kiếm khí không hề khách sáo chém lên cổ tay của huyết tổ, một màn xương máu nổ tung. A! À, huyết tổ kêu lên, đôi mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, xúc sinh, bản tổ đã nổi giận hoàn toàn. Diệp Bắc Minh hóa thành một tàn ảnh, giơ chân đạp lồng ngực của huyết tổ. Huyết tổ bay ngược ra, đập vỡ mấy bức tượng, vô cùng nhếch nhác. Diệp Bắc Minh cất giọng thú vị, nói xem, ông nổi giận đến mức nào. Mày! Huyết tổ suýt tức chết. Ban đầu ông ta cảm thấy Diệp Bắc Minh chỉ là một con chuột, ông ta có thể tùy ý hành hạ. Bây giờ xem ra, đâu phải là một con chuột, mà đúng là một con mãnh hổ, không đúng, là một con chân long. Vãi, rốt cuộc thế này là thế nào? Sao tên xúc sinh này lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ huyết tổ mình phải chết ở đây sao? Không được, tuyệt đối không được. Mình cả đời anh minh, làm sao có thể chết ở nơi này? Chỉ đành dùng chiêu đó thôi, cùng lắm mất một ít tinh huyết, sau này hút thêm máu mấy người bù lại. Trong lòng huyết tổ mắng một tiếng, ra quyết định, lấy ra mười mấy các đinh sắt dài mười mấy cm từ trong chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp đâm vào trong huyệt đạo. Từ chỗ bị đinh sắt cắm vào, chảy ra lượng lớn máu tươi. Huyết tổ bị bao trùm trong đó. A gru, khuôn mặt huyết tổ méo mó, dường như chịu đau đớn khủng khiếp. Hai tay tóm ra đầu, trực tiếp cào xé. Xoẹt. Tiếng ra đầu bị xé nứt vang lên. Suýt. Mọi người có mặt hít khí lạnh, nhìn cảnh cả đời không thể nào quên này. Huyết tổ giống như cởi quần áo, lột ra đầu của mình. Chui ra từ vị trí cái đầu. Máu thịt toàn thân lộ hết ra không khí, máu tươi đầm đìa. Huyết tổ dường như rất đau đớn, lập tức quỳ xuống đất. Ở hiện trường đều là nhân vật lớn của giới võ đạo Long Quốc. Lúc này cũng lạnh sống lưng, hai chân run rẩy, ông ta là quái vật gì? Huyết tổ ngẩng đầu cười dữ tợn một tiếng, xúc sinh, bản tổ ăn máu thịt của mày, công lực sẽ lại tăng thêm một bậc. Chậm rãi đứng lên, Tam Thiên Lôi Minh, Diệp Bắc Minh quát lên, tấn công một quyền. Lúc này, anh giống như thần tuyết từ trên trời giáng xuống, nắm đấm bùng phát ra sấm sét khủng bố. 30 đường sét cùng xuất hiện, đập lên cơ thể của huyết tổ. Tiếng lốp ba lốp bốp vang lên, giống như xào hạt đậu. Sấm sét, cậu Diệp lại gọi sấm sét đến. Làm sao có thể? Các võ giả có mặt chấn hãi há hốc miệng, giống như gặp ma. Trong đôi mắt Lục Khi Xương phản chiếu bóng của sấm sét, cái miệng nhỏ khẽ há ra, ngoài chấn hãi vẫn là chấn hãi. Mẹ hạ chấn động, cậu ta đã trưởng thành đến mức này rồi. Sao lại như vậy, chẳng lẽ mình đã nhìn nhầm thật ư? Bất giác nhìn sang con gái Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết cũng cảm nhận được ánh mắt của mẹ. Nhìn về phía bên này. Trong đôi mắt chỉ có vẻ băng lạnh vô tận. Liền sau đó, Hạ Nhược Tuyết lại nhìn sang Diệp Bắc Minh. Băng lạnh biến mất, thay vào đó là sự kích động và chấn hãi sâu sắc, đây là người đàn ông của mình. 30 đường sấm sét đập lên người huyết tổ, lập tức cháy đen. Huyết tổ không ngừng run lên,
kinh mạch đứt đoạn, da thịt cháy khét, đôi mắt già nua không ngừng co lại, phun ra máu đen, chỉ vào Diệp Bắc Minh, mày học võ kỹ thuộc tính lôi. Làm sao có thể? Ở nơi võ đạo không phát triển này, làm sao có thể có võ kỹ thuộc tính lôi? Rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Minh chẳng thèm trả lời. Anh giơ kiếm đoạn long. Đợi đã. Huyết tổ sợ đến ngốc nghếch, điên cuồng cầu xin, xúc, à không, đại nhân. Cậu không thể giết tôi. Nếu cậu giết tôi, hai cô gái này sẽ chết chắc. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, ông đang uy hiếp tôi. Huyết tổ vội vàng lắc đầu, đại nhân, không phải vậy. Tôi đã đặt huyết chú vào trong cơ thể của hai người bọn họ, toàn thế giới chỉ có tôi có thể giải được. Diệp Bắc Minh đến trước Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết, quan sát thật kỹ. Mặt khẽ biến sắc. Trong cơ thể hai người, quả nhiên bị hạ huyết chú. Giọng của huyết tổ vang lên, đại nhân, cậu nhìn thấy rồi chứ? Tôi biết cậu rất giỏi y thuật, chắc biết uy lực của huyết chú. Nếu tôi không ra tay, hai cô gái của cậu chắc chắn sẽ phải chết theo tôi. Diệp Bắc Minh trầm mặc không nói. Khuôn mặt Chu Nhược Giai trắng bệch. Hạ Nhược Tuyết tuyệt vọng. Toàn hội trường tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh, đợi anh đưa ra lựa chọn. Cậu Diệp có chịu uy hiếp không? Cứu Hồng Nhan Chi Kỷ, hay là diệt trừ Điện Huyết Hồn? Mọi người đang nghĩ trong lòng. Thấy Diệp Bắc Minh trầm mặc, huyết tổ biết vị trí của hai cô gái này trong lòng Diệp Bắc Minh, nỗi sợ trong lòng hoàn toàn biến mất. Huyết tổ cười đầy ý sâu xa, Diệp Bắc Minh, muốn cứu người phụ nữ của cậu, rất đơn giản. Cậu chỉ cần thả tôi đi, tôi bảo đảm sẽ giải trừ huyết chú cho họ từ xa. Nếu cậu không đồng ý, ha ha, thì tôi chỉ đành lên đường cùng họ thôi. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh giơ tay, đầu ngón tay có thêm mười mấy cây kim châm. Phụt phụt phụt, lần lượt cắm vào trong cơ thể của Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết. Cơ thể của hai người run lên. Huyết tổ cười, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, cậu đừng tốn công vô ích. Liền sau đó, từ trên người Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết bùng phát ra hai đường huyết quang. Ngưng tụ thành đầu lâu, sau đó tiêu tan. Nụ cười trên khuôn mặt huyết tổ đông cứng lại, làm sao có thể? Cậu ra tay tùy tiện đã giải trừ được huyết chú của tôi. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Đây là y thuật của thần chủ tuyệt thế, một huyết chú nhỏ bé thì có là gì? Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn huyết tổ. Sát khí trên người bùng phát ra giống như hồng thủy. Huyết tổ sợ run lập cập, quỳ dưới đất điên cuồng dập đầu, đại nhân, tôi sai rồi. Cầu xin cậu tha mạng, tôi tình nguyện ký khế ước linh hồn với cậu, bắt đầu từ bây giờ làm trâu làm ngựa cho cậu. Cậu, một chưởng giáng xuống, trực tiếp đập huyết tổ thành xương máu. Tại chỗ chỉ còn lại một chiếc nhẫn chữ vật hình đầu lâu. Anh đưa tay nhặt lên mang về nghiên cứu. Huyết tổ. Đám người đại trưởng lão điện huyết hồn tuyệt vọng, đều quỳ dưới đất cầu xin. Cách cách cách, một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên, Diệp Lăng Tiêu dẫn người của Long Hồn xông vào. Cung kính với Diệp Bắc Minh, Long Soái, huyết tổ đâu rồi? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, bị tôi giết rồi. Cái gì? Diệp Lăng Tiêu chấn kinh. Diệp Bắc Minh tiến lên, tay phải ôm Chu Nhược Giai, tay trái ôm Hạ Nhược Tuyết. Hai cô gái không phản kháng, dựa vào lòng Diệp Bắc Minh. Đi ra khỏi đại sảnh điện huyết hồn, Dư Nghiệt điện huyết hồn xử bắn. Bắt đầu từ bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy Dư Nghiệt của điện huyết hồn còn ở bất kỳ nơi nào của Long Quốc. Anh cất giọng bình tĩnh, không có chút cảm xúc dao động. Diệp Lăng Tiêu chấn hãi, rõ. Tất cả võ giả có mặt đều dõi theo bóng hình rời Diệp Bắc Minh rời đi. Lục Lâm Thiên khen một tiếng, bây giờ cả Long Quốc. Ngoại trừ người đó, thì sợ ra không ai dám trái lại lời của cậu ta đấy. Thần y Diệp thực sự mới 23 tuổi sao? Yêu nghiệt, đúng là quá yêu nghiệt. Lục Khi Xương hơi thất vọng cúi đầu. Chỉ có thể chôn sâu hạt giống ái mộ trong lòng, không dám nhổ nó ra. Mẹ Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi. Trong lòng hối hận, nếu ban đầu mình chọn chính xác, sau này nhà họ Hạ có thể trở thành gia tộc cổ võ đệ nhất Long Quốc rồi đấy. Đáng tiếc, mẹ Hạ cắn răng nghĩ, hay là, mình đi cầu xin Nhược Tuyết. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, nổ súng. Mẹ Hạ sợ đến run lập cập. Cách cách cách, đạn điên cuồng chút ra,
Dư Nghiệt như đám người đại trưởng lão điện huyết hồn lập tức bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Trên máy bay, Diệp Bắc Minh điều trị cho Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết. Bọn họ chỉ bị tổn hại chút huyết khí, không đáng ngại. Mấy ngày là có thể hồi phục. Vừa về đến bên ngoài cổng phủ Diệp, bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Đôi mắt Diệp Bắc Minh sầm xuống, có người đến. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lập tức chia sẻ ý thức với Diệp Bắc Minh, tất cả mọi việc trong đại sảnh phủ Diệp lọt vào trong đáy mắt. Trực tiếp tiến vào đại sảnh. Hai thanh niên một nam một nữ đang uống trà. Tất cả mọi người nhà họ Diệp đều bị bọn họ tập hợp lại, đứng im trong đại sảnh không dám cử động. 30 mấy thi thể nằm dưới đất. Đều là chiến sĩ của Long Hồn đã chết nhiều giờ. Những người này phụng mệnh canh gác nhà họ Diệp. Bởi vì ngăn cản không cho hai người Dương Tiêu và Mộ Thiên Thiên xông vào, đều bị giết sạch. Dương Tiêu đặt chén trà xuống, nhìn về hướng cửa đại sảnh, xem ra hắn về rồi. Ánh mắt Mộ Thiên Thiên lóe lên. Người đàn ông mà mình phải lấy, rốt cuộc là người thế nào? Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Mộ Thiên Thiên hơi bất ngờ. Đẹp trai tuyệt đỉnh, vượt qua cửa ải. Chỉ là trong lòng ôm hai người phụ nữ. Vậy nghĩa là sao? Vẻ mặt Mộ Thiên Thiên tối sầm lại. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh sầm xuống, các người là ai? Anh nhìn thấy thi thể của các tướng sĩ Long Hồn, một luồng sát ý băng lạnh ngưng tụ. Dương Tiêu cười, quận chúa Thiên Thiên, thú vị đấy. Chồng chưa cưới của cô lại ôm mỗi bên trái phải một cô. Vẻ mặt Mộ Thiên Thiên âm lạnh, Dương Tiêu, anh câm miệng đi, chuyện của chúng tôi chưa chắc đã thành. Hả? Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết thộn mặt. Lại có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh cau mày, cái gì mà chồng chưa cưới? Tôi không quen các người. Dương Tiêu cười ngạo mạn, anh không quen chúng tôi cũng không sao, chúng tôi biết anh là được. Anh tên là Diệp Bắc Minh, bây giờ là gia chủ nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư phải không? Cũng coi là thanh niên có thiên phú nhất nhà họ Diệp Côn Luân Hư, chúng tôi đã điều tra thông tin về anh, chỉ qua loa thôi, cũng khá là được. Hắn ta như trưởng bối cao cao tại thượng. Tùy tiện đánh giá, tôi là Dương Tiêu, đến từ Hoàng Triều Đại Chu. Nghe thấy bốn chữ Hoàng Triều Đại Chu, ánh mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Dương Tiêu tiếp tục nói, đây là quận chúa Mộ Thiên Thiên, quận chúa của Hoàng Thất Đại Chu. Tổ tiên nhà họ Diệp là công thần khai quốc của Hoàng Triều Đại Chu, vì một số nguyên nhân mà phải chịu oan khuất. Bây giờ Hoàng đế Đại Chu muốn rửa sạch oan ức cho tổ tiên các anh, đã ban hôn cho anh và quận chúa Thiên Thiên. Dừng một chút. Dương Tiêu giơ tay. 30 viên đan dược có 6 đường vân đan. 10 cây dược liệu 5.000 năm. Còn có một thanh vũ khí phụ ma cấp 8. 2 cuốn võ kỹ cấp thiên. Một bộ chiến giáp, đẳng cấp không thấp. Hắn ta cười đầy ý sâu xa, cậu nhóc, ở đây có một bức thư hủy hôn. Bên trên viết rõ anh tự thấy mình không xứng với quận chúa Thiên Thiên. Hắn ta ngoắc ngón tay với Diệp Bắc Minh, ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, anh qua đây ký tên, những thứ này, và 5 triệu khối nguyên. Tất cả là của anh. Nếu là võ giả bình thường, vốn không thể từ chối việc tốt này. Mộ Thiên Thiên cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Đợi anh đưa ra lựa chọn, liệu anh ta có đồng ý không? Không ngờ. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, hồ đồ, giết anh, những thứ này cũng là của tôi. Lời vừa được nói ra. Nụ cười trên khuôn mặt Dương Tiêu liền đông cứng lại, anh nói cái gì? Giết tôi. Hắn ta từng nghĩ Diệp Bắc Minh sẽ cảm kích khóc lóc, kích động, lập tức đồng ý. Chỉ duy nhất không ngờ là Diệp Bắc Minh sẽ trả lời như vậy. Thậm chí. Dương Tiêu không hề nổi giận, hắn ta còn bị chọc cười, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, anh biết anh đang nói chuyện với ai không? Anh biết tôi có cảnh giới gì? Còn chưa nói hết câu. Diệp Bắc Minh trực tiếp bước một bước xông đến trước người Dương Tiêu, nhanh đến mức sét đánh không kịp che tai. Tấn công ra một quyền. Dương Tiêu vốn không phản ứng kịp, bởi vì hắn ta nằm mơ cũng không tin Diệp Bắc Minh dám giết hắn ta. Phập, lồng ngực đau dữ dội. Dương Tiêu bay ngược ra. Chiếc ghế thái sư giá trị hàng triệu đồng phía sau ầm ầm nổ tung. Cơ thể của hắn ta va đập lên tường của đại sảnh, đập ra một cái lỗ hổng. Mộ Thiên Thiên mở to đôi mắt, cái gì? Anh! Liền sau đó. Hắn ta quát lên một tiếng, Diệp Bắc Minh, mày muốn chết hả? Dương Tiêu chán nổi gân xanh, sắc mặt tái xanh xông vào đại sảnh.
Trên người hắn ta bùng phát ra khí tức màu đỏ lửa, giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Phập, phập, phập. Dương Tiêu giống như một con thú hoang, xông giết về phía Diệp Bắc Minh, mỗi một bước chân giáng xuống, gạch lát sàn đều ầm ầm nổ tung. Khi hắn ta xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, giơ tay là tung ra một quyền, Diệp Bắc Minh, mày phải trả giá cho hành vi của mày. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết. Mộ Thiên Thiên kinh hãi kêu lên một tiếng, Dương Tiêu, đừng giết anh ta. Dương Tiêu không có ý dừng tay. Giết Diệp Bắc Minh thì đã làm sao? Ngoại trừ hắn ta và Mộ Thiên Thiên, thì ai biết Diệp Bắc Minh là gia chủ của nhà họ Diệp? Cùng lắm giết Diệp Bắc Minh, rồi thay một gia chủ nhà họ Diệp là được rồi. Đúng lúc nắm đấm của Dương Tiêu sắp đập trúng Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh ra tay. Anh cũng tung ra một quyền, đập vào nắm đấm của Dương Tiêu. Rắc rắc, một tiếng giòn tan vang lên. Dương Tiêu giống như đấm vào tấm sắt, nắm đấm trực tiếp vỡ rạn, a. Hắn ta đau đến toát mồ hôi lạnh, sượt 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 lùi lại. Làm sao có thể? Mộ Thiên Thiên há hốc cái miệng nhỏ. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh tiến lên, lập tức xuất hiện trước người Dương Tiêu. Dương Tiêu gào thét một tiếng, nhóc con, mẹ kiếp, mày chết đi cho tao. Trong một tay khác xuất hiện một con dao găm màu đỏ lửa, hàn quang bức người. Đâm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh thể hiện thân pháp quỷ dị, tránh được đòn tấn công này. Tóm chặt cổ tay của Dương Tiêu. Xoẹt, giật thật mạnh. Cả cánh tay của Dương Tiêu bị giật xuống, máu tươi đầm đìa. A, à, hắn ta kêu thảm xé gan xé phổi. Mộ Thiên Thiên hít khí lạnh, vội vàng nói, dừng tay. Diệp Bắc Minh vốn không nghe, giơ chân quét ngang qua. Phập, Dương Tiêu ngã dưới đất như chó chết, đang định bỏ dậy. Diệp Bắc Minh giơ chân dẫm lên đầu của hắn ta, không thể nhúc nhích. Cuộc đấu kết thúc, cả cuộc chiến diễn ra chưa đến 30 giây. Mộ Thiên Thiên ngẩn người. Cô ta không ngờ thực lực của Diệp Bắc Minh lại khủng bố như vậy, rốt cuộc anh có cảnh giới gì? Khí tức trên người anh rõ ràng mới chỉ là võ thánh. Kiêng sợ, chấn kinh, không thể tin nổi. Diệp Bắc Minh chẳng thèm trả lời. Trong lòng lẩm bẩm một câu, kẻ này là cảnh giới tiên thiên thật ư? Sao cứ cảm thấy còn yếu hơn nhiều so với tiên thiên mà tôi gặp phải trong Côn Luân hư? Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, việc này rất bình thường. Kẻ này vừa nhìn là biết không phải kiểu võ giả tu luyện vất vả. Có lẽ là đã uống lượng lớn đan dược, tăng cảnh giới đến tiên thiên. Tiên thiên trong Côn Luân hư, vốn phải tu luyện khắc khổ, đan dược chỉ là phụ trợ. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Giải thích như vậy cũng có lý. Sự khác biệt giữa khắc khổ tu luyện và đi đường tắt. Dương Tiêu xấu hổ tức giận muốn chết, không thể nhúc nhích, không ngừng gào thét, Diệp Bắc Minh, mày điên rồi hả? Chúng ta không thù không oán, tại sao phải ra tay với tao? Mày biết tao là ai không? Vãi, vãi! Mộ Thiên Thiên sợ hãi kêu lớn, Diệp Bắc Minh, dừng tay, đừng giết anh ta. Chúng ta không phải kẻ địch, Dương Tiêu nói đúng, hai người không thù không oán mà. Diệp Bắc Minh cười, không thù không oán. Xông vào phủ Diệp, giết tướng sĩ long hồn của tao, mày nói không thù không oán. Dương Tiêu thộn người. Xông vào phủ Diệp, giết tướng sĩ long hồn. Chẳng lẽ chính là đám người hầu bị hắn ta giết vừa nãy? Dương Tiêu phản ứng lại, tức giận mắng, vãi, bọn họ đều là người hầu của mày, mạng của loại người đó, còn thấp kém hơn con kiến. Mẹ kiếp, mày lại giết tao vì đám chó canh nhà giữ cửa này. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh băng lạnh, trong mắt tao, mỗi một tướng sĩ long hồn, đều quan trọng hơn mạng chó của mày. Một luồng sát ý băng lạnh ập đến. Dương Tiêu không dám tin. Diệp Bắc Minh vì 30 mấy người hầu, mà muốn giết hắn ta. Dương Tiêu gào thét một tiếng, muốn giết tao, mày nằm mơ đi. Phi hổ vân rồng, ra đây cho tao. Chiếc nhẫn chữ vật giữa ngón tay lóe lên hào quang, một tiếng gầm vang lên. Một luồng khí tức cường mạnh đánh bay Diệp Bắc Minh. Một con mãnh hổ có đôi cánh, trên người có vân rồng xông ra. Nó ngăn trước người Dương Tiêu. Cao đến 7-8 mét. Chọc thủng cả trần nhà. Khí tức khát máu ập đến. Dương Tiêu lấy ra mười mấy viên đan dược, nuốt hết toàn bộ, trong đôi mắt mang theo tia máu, tức giận hét, giết tên nhóc này cho tao. Bất luận xé vụn ăn thịt, hay là dẫm chết thành bùn thịt đều được.
Tao chỉ có một điều kiện, tao muốn hắn chết. Giọng của Dương Tiêu vô cùng oán độc. A! À, Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết kinh hãi kêu một tiếng, chấn kinh nhìn con vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Trong đầu, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, đây là ma thú cấp 9. Ma thú cấp 9. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, sau khi chú Chu chết, cần có máu sinh mệnh của ma thú cấp 9 mới có thể sống lại. Nó đúng là ma thú cấp 9 sao? Đúng thế, tuyệt đối không sai. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm ma thú cấp 9. Hơi kích động. Dương Tiêu nhìn sang Diệp Bắc Minh với ánh mắt quỷ dị, tên nhóc này làm sao vậy? Khi nhìn thấy phi hổ vân rồng, lại không sợ, ngược lại còn hưng phấn. Rất nhanh Dương Tiêu đã biết vì sao. Bởi vì, hắn ta nhìn thấy một cảnh cả đời cũng khó mà quên được. Trong tay Diệp Bắc Minh có thêm một thanh bảo kiếm tạo hình cổ xưa, có vân rồng màu đen quấn quanh. Bước ra một bước, xông về phía phi hổ vân rồng. Dương Tiêu chấn kinh chừng mở to con mắt, tên nhóc này có phải kẻ điên không? Mộ Thiên Thiên cố nén nỗi chấn kinh trong lòng. Kẻ điên? Chắc chắn là kẻ điên. Đối diện với ma thú cấp 9, lại dám chủ động ra tay. Gru! Phi hổ vân rồng thét dài một tiếng, đôi cánh chấn rung, cuồn cuộn nổi lên một con gió mạnh đáng sợ. Diệp Bắc Minh xông lên, giơ tay chém một kiếm. Chém xuống gió mạnh. Bước ra một bước, sử dụng lôi ảnh trùng trùng. Xuất hiện trước người phi hổ vân rồng, trong cơ thể bùng phát ra sát khí ngút trời. Hư ảnh một con huyết long xuất hiện phối hợp chặt chẽ với kiếm đoạn long của Diệp Bắc Minh. Hung hãn chém về phía phi hổ vân rồng. Dương Tiêu tức đến bật cười, ngu xuẩn. Mẹ kiếp, đây là ma thú cấp 9, thanh kiếm nát của mày có thể chém nó bị thương ư. Vẻ mặt phi hổ vân rồng đầy khinh thường, giơ hai chân trước dẫm về phía kiếm đoạn long. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Khoảnh khắc hai chân trước của phi hổ vân rồng chạm vào kiếm đoạn long. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Cái chân giống như sắt thép lại bay đi. Chỗ vết thương trơn phẳng như gương. Hú! Phi hổ vân rồng đau đớn gào thét một tiếng, ngã xuống đất. Dương Tiêu ngẩn người, cái gì? Trong tích tắc, gru! Diệp Bắc Minh chém ra đường kiếm thứ hai. Trong kiếm đoạn long phát ra một tiếng rồng gầm. Phi hổ vân rồng giống như đậu phụ, bị Diệp Bắc Minh chém đứt đầu. Phập, đầu hổ khổng lồ rơi xuống đất, nhìn mà giật mình kinh hãi. Suýt, Mộ Thiên Thiên hít khí lạnh. Nụ cười của Dương Tiêu cứng lại, cất giọng run run, giả, chắc chắn là giả. Đây là phi hổ vân rồng, ma thú cấp 9. Tại sao mày có thể giết nó? Đang nằm mơ, chắc chắn mình đang nằm mơ. Dương Tiêu sắp bị dọa sợ đến ngốc nghếch. Soạt, Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước người hắn ta, giống như nhìn một người chết. Dương Tiêu hít thở đình trệ, tê dại ra đầu, cất giọng run run, đừng giết tao. Diệp Bắc Minh giơ tay tóm chặt cổ của hắn ta, tiện tay bóp nát. Nhanh gọn dứt khoát. Lúc Dương Tiêu chết, biên giới phía Bắc Hoàng Triều Đại Chu. Quân doanh của đại quân hàng triệu binh sĩ đóng tại dưới chân núi tuyết mênh mông bát ngát. Một người đàn ông mặc chiến giáp, ngồi trong trướng. Người này chính là Dương Thiên, chiến thần bất bại của Hoàng Triều Đại Chu. Đột nhiên, rắc, một tiếng giòn tan vang lên. Chiến thần Đại Chu núi có sập trước mặt cũng không đổi sắc mặt. Lúc này vẻ mặt biến sắc. Dương Thiên tóm ra một miếng ngọc bội bị vỡ từ lồng ngực, gào thét như phát điên, em trai, không. Không thể nào. Em trai của mình làm sao có thể chết được. Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn sang Mộ Thiên Thiên. Cơ thể Mộ Thiên Thiên cứng đờ, cảm giác như bị một vạn cây đao kề lên cổ. Cảm giác khó thở, khụ khụ, tôi không giết người của anh. Diệp Bắc Minh dừng lại, sát khí tiêu tan, các tướng sĩ long hồn, cô không giết một ai. Mộ Thiên Thiên sợ đến gần như suy sụp, không, tôi không ra tay. Lúc Dương Tiêu giết người, thậm chí tôi còn khuyên anh ta. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Nhìn sang Thẩm Hạc, quản gia của Phủ Diệp, cô ta nói thật không? Thẩm Hạc kính sợ gật đầu, cậu Diệp, cô gái này đúng là không giết một người nào. Lúc đồng đội của cô ta giết người, cô ta đã cố hết sức ngăn cản. Sát khí trên người Diệp Bắc Minh bỗng biến mất. Mộ Thiên Thiên mới thở nhẹ nhõm. Cô ta vẫn khó mà tin nổi. Diệp Bắc Minh lại vì ba mươi mấy, người hầu, mà giết Dương Tiêu. Bỗng nhiên, một đám người xông vào.
Diệp Lăng Tiêu dẫn theo một đội chiến sĩ long hồn xuất hiện. Sau khi nhìn thấy đại sảnh phủ Diệp bị hủy, thi thể của các tướng sĩ long hồn và phi hổ vân rồng dưới đất, ông ta kinh hãi kêu lên, long soái, có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không liên quan đến các ông. Chỉ thương tiếc cho các tướng sĩ long hồn này. Tổ chức tang lễ trọng thể cho họ, phát tiền tuất theo chế độ chiến sĩ tử trận. Bố mẹ con cái của họ, nhà họ Diệp tôi nuôi cả đời. Nếu con cái hoặc là anh chị em của họ muốn gia nhập long hồn, cứ thu nhận hết. Diệp Lăng Tiêu nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, rõ. Mang di thể của các tướng sĩ đi. Người của long hồn tiến lên. Mang 30 mấy di thể đi. Diệp Lăng Tiêu hỏi, long soái, còn dặn dò gì không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, việc tiếp theo, tôi tự xử lý là được. Diệp Lăng Tiêu ngẩn người. Nhìn thi thể của phi hổ vân rồng một cái, rồi lại nhìn Mộ Thiên Thiên, hành lễ chào rồi quay người rời đi. Mộ Thiên Thiên kiêng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, xin lỗi, tôi không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Chuyện của Dương Tiêu, tôi sẽ che giấu giúp anh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần. Nói đi, các người đến tìm tôi, rốt cuộc có mục đích gì? Anh vừa nói, vừa đi đến thi thể của phi hổ vân rồng. Dùng kiếm đoạn long rạch mở thi thể. Trực tiếp moi tim. Máu sinh mệnh ở trong đó, có thể cứu sống Chu Thiên Hạo. Trái tim Mộ Thiên Thiên đập điên cuồng, những điều Dương Tiêu vừa nói, 10 phần đúng 8-9 phần. Hoàng đế Đại Chu không còn sống được bao lâu, trước khi chết muốn rửa sạch oan ức cho nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh cất máu sinh mệnh đi. Rồi moi ra một viên tinh hạch ma thú màu đỏ từ trong cơ thể phi hổ vân rồng. Ngay cả đồng tử của Mộ Thiên Thiên cũng co lại. Tinh hạch ma thú cấp 9. Vô cùng giá trị. Chỉ là màu đỏ này hơi ảm đạm. Dù sao cũng là ma thú cấp 9 được thuần dưỡng, nếu là ma thú cấp 9 hoang dã, sẽ là màu đỏ sẫm. Phù. Mộ Thiên Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, vì để bù đắp cho anh, bệ hạ ban hôn cho hai chúng ta. Chỉ cần anh gật đầu, thì có thể về Hoàng Triều Đại Chu cưới tôi. Chu Nhược Giai cau mày. Vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết sầm xuống. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, về nói với Hoàng đế của các người, tôi không có hứng thú với hôn sự này. Anh quay đầu nhìn Mộ Thiên Thiên. Cười đầy ý sâu xa, lúc trước khi nhà họ Diệp ở Hoàng Triều Đại Chu, nếu tôi không đoán nhầm, có lẽ là bị truy giết đến Côn Luân Hư phải không? Ánh mắt Mộ Thiên Thiên hơi lảng tránh, Diệp Bắc Minh, chuyện này, tôi có thể giải thích. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, cô giải thích đi. Tôi, Mộ Thiên Thiên ngẩn người. Cô ta suy nghĩ một lát, vội vàng nói, năm đó Hoàng Triều Đại Chu vừa được xây dựng, vẫn chưa vững chắc. Có người tố cáo nhà họ Diệp các anh, nói nhà các anh có lòng tạo phản. Cho nên bệ hạ đã hạ lệnh. Diệp Bắc Minh cười ha ha nhìn cô ta, cho nên hạ lệnh diệt nhà họ Diệp. Mộ Thiên Thiên trầm mặc một lát, ngưng trọng gật đầu, bệ hạ đã biết sai rồi. Bây giờ hạ chỉ, hy vọng nhà họ Diệp các anh trở về Hoàng Triều Đại Chu. Bất kể các anh có yêu cầu gì, bệ hạ cũng có thể thực hiện. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, tôi muốn làm Hoàng đế Đại Chu. Bảo bệ hạ của các cô thoái vị sao? Anh nói cái gì? Mộ Thiên Thiên ngẩn người, sau đó quát một tiếng, to gan. Bốp! Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Mộ Thiên Thiên giống như quỷ mị, giơ tay tát một cái. Mộ Thiên Thiên ngã lăn dưới đất, khuôn mặt lập tức sưng lên, anh. Một tay ôm mặt, cực kỳ ấm ức, anh dám đánh tôi. Bốp! Diệp Bắc Minh lật tay tát một cái, trả lời Mộ Thiên Thiên. Mộ Thiên Thiên chừng mở to đôi mắt, cơ thể run lên. Cúi thấp cái đầu cao ngạo. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, bớt cái kiểu cao cao tại thượng của cô lại, quay về nói với Hoàng đế của các người. Sớm muộn gì Diệp Bắc Minh tôi sẽ đến Hoàng Triều Đại Chu, tốt nhất trước khi tôi đến, các người phải làm rõ là những kẻ nào hãm hại nhà họ Diệp. Nếu không, Hoàng Triều Đại Chu đợi bị diệt vong đi. Mộ Thiên Thiên sợ hãi ngẩng đầu, anh, làm sao anh dám nói như vậy? Vừa hay, nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo vẻ tàn sát và sát khí vô tận của Diệp Bắc Minh. Giống như nhìn thẳng vào tử thần. Mộ Thiên Thiên không dám nhìn thẳng vào trước mặt Diệp Bắc Minh, lần thứ hai cúi cái đầu cao ngạo, tôi biết rồi. Nhếch nhác chạy ra khỏi nhà họ Diệp. Liền sau đó, đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêng lại, nhìn sang Chu Nhược Giai, Nhược Giai, đây là một con ma thú cấp 9. Sau đây,
để anh thử xem có thể khiến chú Chu sống lại không. Cơ thể của Chu Nhược Giai run lên, anh Bắc Minh, anh nói cái gì? Bố em thực sự có thể sống lại ư? Diệp Bắc Minh vỗ cái đầu nhỏ của Chu Nhược Giai, chắc là được, anh sẽ cố hết sức. Được. Đôi mắt của Chu Nhược Giai đỏ bừng. Tiến vào mật thất ngầm của phủ Diệp. Lấy thi thể của Chu Thiên Hạo từ trong tháp Càn Khôn trấn ngục ra. Đầu và cơ thể của ông đã được Diệp Bắc Minh dùng kim châm nối với nhau. Sắc mặt của Chu Thiên Hạo tái nhợt, giống như đang ngủ. Bố ơi! Chu Nhược Giai run rẩy gọi một tiếng. Diệp Bắc Minh lấy ra tinh huyết của ma thú cấp 9, truyền vào trong cơ thể của Chu Thiên Hạo. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện 13 cây kim châm. Lần lượt cắm vào 13 huyệt đạo của Chu Thiên Hạo. Một luồng chân nguyên truyền vào trong cơ thể của Chu Thiên Hạo, thông qua huyết quản, truyền tinh huyết ma thú vào kinh mạch toàn thân ông. Một cảnh không thể tin nổi diễn ra. Vết thương ở vị trí cổ của Chu Thiên Hạo hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vết thương ở cổ lại hồi phục như ban đầu. Chu Nhược Giai ôm chặt cái miệng, bố ơi, tay của bố em động đậy rồi. Anh Bắc Minh, bố em cử động rồi. Diệp Bắc Minh cũng không dám tin, khí thức của chú Chu đúng là đang hồi phục, tim của chú ấy đang đập. Chẳng lẽ thực sự sống lại rồi sao? Bỗng nhiên, khụ khụ. Chu Thiên Hạo ho khan dữ dội hai tiếng. Mở đôi mắt nhìn trần nhà, đầy nghi hoặc đây là nơi nào. Bố ơi! Chu Nhược Giai mừng chảy nước mắt, trực tiếp nhào lên, đây là nhà họ Diệp, bố ơi, bố tỉnh rồi. Hu hu hu, bố sống lại thật rồi. Bố ơi! Chu Thiên Hạo ngây ngẩn, sống lại, chẳng lẽ bố chết rồi ư? Đã xảy ra chuyện gì? Bố nhớ rõ ràng bố bị người ta bắt đi, đưa đến một nơi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Nhược Giai giải thích ngọn nguồn sự việc một lượt. Chu Thiên Hạo ngồi tại chỗ, ngẩn ngơ mất hồn, bố thực sự đã chết ư? Diệp Bắc Minh hỏi, chú Chu, chú cảm thấy thế nào rồi? Chu Thiên Hạo nhìn Diệp Bắc Minh, Tiểu Minh, là cháu đã cứu chú ư? Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, đúng thế, chú Chu, chú có cảm thấy trong người khó chịu không? Chu Thiên Hạo lắc đầu, không có, chỉ cảm thấy rất mệt. Dường như đã mơ một giấc mơ dài. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, bắt mạch cho Chu Thiên Hạo. Sau khi xác định ông ấy không có vấn đề gì, chú Chu, sức khỏe của chú không có vấn đề gì. Thậm chí vì có tinh huyết ma thú, còn khỏe mạnh hơn trước đây. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được. Đột nhiên, giọng của Tháp Càn Khôn trấn ngục vang lên, cậu nhóc, có người đến. Diệp Bắc Minh khẽ động lông mày, Nhược Giai, em ở cùng chú Chu. Anh còn có chút việc. Anh đi ra khỏi mật thất ngầm. Mẹ Hạ đứng trong sân viện của phủ Diệp. Hạ Nhược Tuyết tỏ sắc mặt lạnh lùng, mẹ đến đây làm gì, nơi này không hoan nghênh mẹ. Mẹ Hạ cười lạnh một tiếng, Hạ Nhược Tuyết, nói thế nào thì mẹ cũng là mẹ của con. Con tìm được người đàn ông cường mạnh, chẳng lẽ định quên mẹ của con sao? Hạ Nhược Tuyết cười chế nhạo, đâu có người mẹ nào mà bán con gái đi làm nha hoàn. Đâu có người mẹ nào không quan tâm sự sống chết của con gái. Bây giờ biết Diệp Bắc Minh lợi hại, lại liếm mặt tìm đến à. Bị con gái ruột nói như vậy. Mẹ Hạ vừa xấu hổ vừa giận, vô cùng lúng túng. Giơ tay tát về phía khuôn mặt của Hạ Nhược Tuyết, đồ con gái bất hiếu, dám nói mẹ như vậy. Mẹ đánh chết con. Hạ Nhược Tuyết đau khổ nhắm mắt. Đợi một lúc, cũng không thấy tay của mẹ Hạ đánh xuống. Mở mắt nhìn. Không biết Diệp Bắc Minh đã chặn trước người cô ấy từ lúc nào. Tóm chặt cổ tay của mẹ Hạ, cất giọng băng lạnh, nể tình bà là mẹ của Nhược Tuyết, tôi đã cho bà cơ hội rồi. Bây giờ bà còn dám ra tay với Nhược Tuyết. Nhớ lấy, Nhược Tuyết là người phụ nữ của tôi, bất kỳ ai dám động đến cô ấy cũng phải trả giá. Bỗng dùng lực, rắc, một tiếng giòn tan. Cổ tay của mẹ Hạ bị bẻ gãy. A, à, mẹ Hạ kêu thảm một tiếng. Sượt 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 lùi lại, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn kinh, cậu thực sự dám ra tay với tôi. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh không có chút tình cảm, làm mẹ như bà, đẩy con gái vào hố lửa, tôi đã đủ khách sáo với bà rồi. Đây là lần cuối cùng, còn dám xuất hiện trước mặt tôi và Nhược Tuyết, giết không tha. Băng lạnh, vô tình, bù, sát khí khủng bố ập đến. Cậu, mẹ Hạ sợ đến nhếch nhác bỏ chạy.
Anh quay đầu nhìn Hạ Nhược Tuyết, vẻ mặt dịu dàng, Nhược Tuyết, anh làm vậy liệu có quá đáng quá không? Hạ Nhược Tuyết thở dài một tiếng, anh làm đúng lắm, từ nhỏ, em đã là công cụ của mẹ em rồi. Giữa mẹ và em ngoại trừ quan hệ máu mủ, thực sự không có chút tình mẹ con. Cứ vậy đi, anh Bắc Minh, em mệt rồi, em muốn quay về gặp bố mẹ em. Diệp Bắc Minh biết, Hạ Nhược Tuyết đang nói đến bố mẹ nuôi của cô ấy. Khẽ gật đầu, anh đưa em đi. Tâm trạng của Hạ Nhược Tuyết tốt hơn rất nhiều. Trên đường quay về, đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, nhìn về một hướng, Nhược Tuyết, em đợi anh một chút, có người theo dõi. Có người đang theo dõi chúng ta ư? Hạ Nhược Tuyết cũng cảm thấy không đúng. Bắt lại là biết ngay. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Xoạt! Anh hóa thành một tàn ảnh tại chỗ, trực tiếp xông lên. Ở vị trí góc rẽ trong ngõ, vẻ mặt của hai người đàn ông biến sắc, không ổn, bị phát hiện rồi. Chia ra chạy đi. Xoạt! Xoạt! Hai bóng hình trong bóng tối chia nhau xông ra. Diệp Bắc Minh đánh một quyền vào không khí. Một con huyết long từ nắm đấm bay ra. Phập! Một bóng đen trong đó lập tức bùng nổ, hóa thành xương máu. Một người còn lại quay đầu nhìn một cái, hít khí lạnh. Một chiếc giày thể thao đạp đến. Phập! Lồng ngực người đàn ông đau dữ dội, bị Diệp Bắc Minh đạp ngã dưới đất. Xương cốt toàn thân đều gãy hết, hoảng sợ cầu xin, đại nhân, xin tha mạng. Nhìn cách ăn mặc và khẩu âm của người này. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, anh ra từ Côn Luân hư phải không? Cùng lúc đó, Mộ Thiên Thiên đã tiến vào Côn Luân hư, đến bên ngoài rừng rậm ma thú. Sau khi chắc chắn Diệp Bắc Minh không đuổi theo, cuối cùng thở nhẹ một hơi, Diệp Bắc Minh. Thiên phú thật đáng sợ, không hổ là con cháu đời sau của quận vương ám giả. Thực lực của anh ta lại khủng bố như vậy. Ngay cả Dương Tiêu cũng bị anh ta giết. Khuôn mặt của Mộ Thiên Thiên đã giảm sưng. Nhưng vừa nghĩ đến Diệp Bắc Minh tát cô ta hai cái, khuôn mặt lại nóng rát. Hừ, Mộ Thiên Thiên hừ lạnh lùng một tiếng, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, lại dám đánh bản quận chúa thật. Nhưng, trong giọng nói của cô ta, không hề nghe thấy có chút tức giận nào. Ngược lại còn có chút hưng phấn. Phụ nữ đều thích kẻ mạnh. Càng đừng nói Hoàng Triều Đại Chu lấy võ lập quốc. Mộ Thiên Thiên từ nhỏ đã thề. Người đàn ông của mình nhất định là một cao thủ tuyệt thế, tốt nhất phải là anh chàng đẹp trai. Diệp Bắc Minh rất phù hợp với thẩm mỹ của cô ta, thực lực thì càng không phải nói. Điểm duy nhất không tốt là, bên cạnh Diệp Bắc Minh còn có hai người phụ nữ. Khóe miệng Mộ Thiên Thiên nhếch lên nụ cười tự tin, nhìn về hướng thành phố Giang Nam, Diệp Bắc Minh, bản quận chúa ăn chắc anh rồi. Chỉ có tôi mới có thể làm vợ của anh, các cô gái khác đều không đủ tư cách. Sau khi ném lại một câu, thú một sừng cấp 9 dưới người cắm đầu vào trong rừng rậm ma thú. Cùng lúc đó, Tôn Thiến kinh ngạc ngẩng đầu, ấy, sao lại chỉ có một người? Tôi nhớ mấy ngày trước, tổng cộng có hai người, hai con ma thú cấp 9. Giọng của thần nữ Túc Hoàng vang lên, có lẽ là bị người ta giết rồi. Bị giết rồi. Tôn Thiến nghẹn họng, không phải chứ, ai mà lợi hại như vậy? Có thể giết ma thú cấp 9. Phụt, người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi, quỳ dưới đất dập đầu điên cuồng, đại nhân, tôi đến từ Long Đường trong tổ địa. Phụng mệnh điều tra thông tin về sát thần Diệp Bắc Minh, thấy cậu từ phủ Diệp đi ra, cho nên đi theo dõi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn người này, Long Đường đã biết thân phận thực sự của tôi. Đúng thế, người đàn ông gật đầu, thế lực của Long Đường phủ khắp các ngóc ngách, tuy cậu che giấu rất kỹ. Dịch dung nhiều lần. Nhưng phân tích các thông tin, không khó đoán ra cậu chính là sát thần Diệp Bắc Phong. Diệp Bắc Minh lạnh mặt, tôi và Long Đường không thù không oán, tại sao các người điều tra tôi? Người đàn ông cười gượng còn khó coi hơn khóc, đại nhân, chúng tôi không có ác ý. Có ác ý hay không, không phải anh nói là được. Diệp Bắc Minh cười tà mị. Đột nhiên, trong đôi mắt của anh bùng phát ra một đường huyết quang. Huyết hồn chú, trực tiếp lục soát thần hồn. Lập tức anh đã biết toàn bộ thông tin trong đầu người đàn ông đó. Liền sau đó, sắc mặt của Diệp Bắc Minh hơi khó coi. Kẻ này đúng là đến từ một phân đà chuyên thu thập tình báo của Long Đường. Lần này có mấy chục người đến giới phàm tục, chỉ làm một việc. Thu thập tất cả thông tin của sát thần Diệp Bắc Minh. Người thân của anh, bạn bè,
thế lực, tất cả thông tin có liên quan đến Diệp Bắc Minh, đều phải thu thập. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng không thôi, ha ha, Long Đường muốn làm gì? Hạ Nhược Tuyết nghi hoặc hỏi, Bắc Minh, sao thế? Diệp Bắc Minh giải thích một lượt. Vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết biến sắc, mọi người chắc không có nguy hiểm chứ? Chúng ta có cần trốn không? Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu, trốn tránh, chỉ bằng chủ động tấn công. Chẳng phải bọn họ muốn điều tra thông tin về anh, muốn biết tung tích của anh sao? Đã như vậy, thì anh chủ động lộ diện, cho bọn họ đến điều tra là được. Anh có ý gì? Hạ Nhược Tuyết nghi hoặc không hiểu. Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa, đến lúc đó em sẽ biết. Trực tiếp quay về phủ Diệp. Đám người Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo, Ngô Khinh Diên từ Côn Luân Hư chạy về, canh gác phủ Diệp. Cậu chủ. Chủ nhân. Lúc Diệp Bắc Minh tiến vào phủ Diệp, mấy người tiến lên cúi chào. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, về hết rồi à? Được biết cậu chủ về phủ Diệp, chúng tôi lập tức vội đến báo cáo công việc. Vạn Lăng Phong tiến lên một bước, cậu chủ, tiểu đội sát thần tổn thất 50 mấy người. Bây giờ chỉ còn lại 40 mấy người. Diệp Bắc Minh gật đầu, tiếp tục tuyển người, cho đủ đến 100 người. Vạn Lăng Phong do dự, cậu chủ, có cần tăng số người của tiểu đội sát thần không? Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, không cần, 100 người là đủ. Minh quý ở tinh nhuệ chứ không phải ở số lượng, sẽ có một ngày, tiểu đội sát thần 100 người sẽ trở thành lực lượng mà cả Côn Luân Hư cũng phải sợ hãi. Rõ. Khuôn mặt già của Vạn Lăng Phong đỏ bừng. Ông ta hoàn toàn kích động. Lực lượng mà cả Côn Luân Hư cũng phải sợ. Nếu là người khác nói câu này, Vạn Lăng Phong nhất định nghĩ rằng anh đang bốc phét. Nếu Diệp Bắc Minh nói ra câu này, thì nhất định có thể thành hiện thực. Dù sao, chủ nhân thực sự đã có quá nhiều kỳ tích. Diệp Bắc Minh lên tiếng, Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên. Cậu chủ nhân, hai cô gái tiến lên một bước. Diệp Bắc Minh hỏi, tôi bảo các cô chuyển tổng bộ Vạn Bảo Lâu đến thành Côn Luân, đã hoàn thành chưa? Lăng Thi Âm cười trả lời, cậu chủ, đã hoàn thành xong. Ngô Khinh Diên mỉm cười, chủ nhân còn dặn dò gì không? Diệp Bắc Minh trực tiếp nói, sau khi hai người quay về, lập tức phát thông tin cho tôi. Ba ngày sau, Vạn Bảo Lâu mở một phiên hội bán đấu giá đan dược. Phiên hội bán đấu giá đan dược. Mọi người đều nghi hoặc. Tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, phiên hội bán đấu giá đan dược, phẩm cấp đan dược thấp nhất là thiên phẩm. Thậm chí còn có thần phẩm, thánh phẩm. Cái gì? Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên hoàn toàn ngẩn người, vẻ mặt đầy chấn hãi. Diệp Bắc Minh có thể chế luyện đan dược thiên phẩm, đã rất khủng bố rồi. Đan dược thần phẩm và thánh phẩm, gần như không có trên thị trường của Côn Luân Hư. Ngô Khinh Diên mở to đôi mắt, ngay cả đan dược thần phẩm và thánh phẩm mà chủ nhân cũng luyện chế được ư. Đương nhiên. Diệp Bắc Minh gật đầu. Suýt. Ngô Khinh Diên hít khí lạnh, chủ nhân, cậu không nói đùa chứ? Cậu có biết đan dược thần phẩm và thánh phẩm có nghĩa là gì không? Cho dù ở tổ địa Côn Luân Hư, cũng chỉ có hai vị thần đan có thể luyện chế ra đan dược thần phẩm. Còn về đan dược thánh phẩm, hơn trăm năm cũng chưa chắc luyện ra được một lần. Nếu cậu có thể lấy ra đan dược thánh phẩm, cả Côn Luân Hư sẽ chấn động. Diệp Bắc Minh cười khẽ một tiếng, điều tôi muốn là cả Côn Luân Hư chấn động. Diệp Bắc Minh khẳng định trả lời. Lăng Thi Âm thở gấp, không nhịn được hỏi, cậu chủ, cậu định lấy ra bao nhiêu đan dược? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, 100.000 viên đan dược thiên phẩm. Cái gì, 100.000 viên? Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên ngẩn người. Vãi! Vạn Lăng Phong yên lặng đứng một bên suýt nữa phun ra một ngụm máu, vẻ mặt không dám tin, 100.000 viên. Lâm Thương Hải giật khóe miệng, cậu chủ, cậu không đùa đấy chứ? Đường Thiên Ngạo tê dại ra đầu, chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh, chủ nhân, 100.000 viên đan dược thiên phẩm, mẹ kiếp, đó là đan dược thiên phẩm đấy. Cậu coi đan dược thiên phẩm là viên sô-cô-la chắc? Đường Thiên Ngạo cảm thấy trời xoay đất chuyển. Diệp Bắc Minh cười không nói gì. Lăng Thi Âm bình tĩnh lại tâm trạng kích động, còn đan dược thần phẩm thì sao? Diệp Bắc Minh trầm mặc một lát, thản nhiên lên tiếng, 1.000 viên đan dược thần phẩm. 1.000 viên. Lăng Thi Âm lại bị chấn hãi, cậu chủ, cả Côn Luân Hư 100 năm gần đây,
đan dược thần phẩm lưu thông trên thị trường đều không quá 1.000 viên. Cơ thể Ngô Khinh Diên run lên, nổi da gà, cậu chủ, cậu đừng nói đùa. Đan dược thánh phẩm thì sao? Lăng Thi Âm lại hỏi. Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời, 100 viên. Thụp. Hai đầu gối Lăng Thi Âm mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Trời ơi! Ngô Khinh Diên sợ đến gần như ngất xỉu. Hơi thở dồn dập, lồng ngừng như đè nặng một tảng đá. Ba người Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo sớm bị dọa sợ đến ngốc nghếch. Đan dược thánh phẩm, đã là thứ trong truyền thuyết rồi. Lăng Thi Âm chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cậu chủ, cậu chắc chắn là 100 viên đan dược thánh phẩm chứ? Đan dược thánh phẩm, 1.000 năm lại đây, cả Côn Luân Hư sản xuất ra. Cũng không vượt quá 100 viên. Diệp Bắc Minh lại lấy ra 100 viên bán đấu giá trong một lúc. Nếu người nói câu này không phải là Diệp Bắc Minh, Lăng Thi Âm sẽ chửi thề luôn. Vãi! Mẹ kiếp, ai dám tin chứ? Đương nhiên! Diệp Bắc Minh vẫn chỉ gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút cảm xúc dao động nào. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, sẽ giống như hiệu ứng bươm bướm. Cả Côn Luân Hư sẽ chấn động. 100.000 viên đan dược thiên phẩm. 1.000 viên đan dược thần phẩm. 100 viên đan dược thánh phẩm. Bất kể thế lực nào, cho dù là thế lực trong tổ địa cũng sẽ không ngồi yên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không nhìn được hỏi, cậu nhóc, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh trả lời, chẳng phải bọn họ muốn điều tra thông tin của tôi sao? Chỉ bằng tôi chủ động tấn công, lợi dụng bán đấu giá đan dược, xem rốt cuộc có bao nhiêu người là kẻ địch của tôi. Đến lúc đó, bắt gọn một mẻ. Kẻ địch quá nhiều. Anh lười đi giết từng người một. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc, cậu nhóc, cậu đang đùa với lửa đấy. Trước khi chưa có thực lực tuyệt đối, tôi không kiến nghị cậu lộ mặt. Diệp Bắc Minh vô cùng tự tin, yên tâm, tôi đã là cảnh giới võ thánh rồi. Người cảnh giới trên tiên thiên đến, tôi cũng không sợ. Hơn nữa, chẳng phải ông cần hồi phục thực lực sao? Cách nhanh nhất mà tôi có thể nghĩ được, chính là bán đấu giá đan dược. Nếu có thể có được lượng lớn nguyên, cho ông nuốt, ông có thể hồi phục thực lực không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không thể tin nổi. Giọng của ông ta hơi dao động, cậu nhóc, cậu chắc chắn không? Nếu là như vậy, bản tháp xin liều mạng đi theo người. Sau khi mọi người rời khỏi phủ Diệp, Diệp Bắc Minh tiến vào trong mật thất ngầm. Chuẩn bị đan dược. Trong tay anh đã có đủ dược liệu. Máu thịt của các loại ma thú. Có khu vực thời gian của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, luyện chế 100.000 viên đan dược thiên phẩm không vấn đề gì. Trần Lê Y đi đến, chủ nhân, cần hầu hạ không? Diệp Bắc Minh kinh ngạc nhìn qua, cô đã trở thành võ linh rồi. Hơn một tháng không gặp, Trần Lê Y đã tiến vào cảnh giới võ linh. Tốc độ tu võ này, đúng là khủng bố. Trần Lê Y khẽ gật đầu, chủ nhân, có đan dược và công pháp mà anh truyền thụ. Trần Lê Y mới có thực lực như hiện nay, đó đều là chủ nhân ban cho tôi. Diệp Bắc Minh nhìn Trần Lê Y một cái sâu sắc. Tuy anh bảo đám người Vạn Lăng Phong cung cấp tài nguyên tu võ cho cô ta. Nhưng, nếu Trần Lê Y không có cố gắng hết sức 100%, cũng tuyệt đối không có thể tăng cấp nhanh như vậy. Anh cũng phải nhìn bằng cặp mắt khác, không cần hầu hạ. Vâng, Trần Lê Y nghe lời gật đầu, đứng sang một bên. Diệp Bắc Minh tiến vào trong mật thất, đóng cửa đá. Trần Lê Y không rời đi, lặng lẽ đứng canh ở cửa. Ngô Khinh Diên và Lăng Thi Âm về đến thành Côn Luân. Truyền thông tin đi với tốc độ nhanh nhất. 3 ngày sau, Vạn Bảo Lâu và Thương hội nhà họ Ngô sẽ liên thủ, bán đấu giá 100.000 viên đan dược thiên phẩm. 1.000 viên đan dược thần phẩm. 100 viên đan dược thánh phẩm. Thông tin được truyền ra, cả Côn Luân Hư bùng nổ. Đúng là giống như xảy ra động đất. Các thế lực cả Côn Luân Hư bàn tán xôn xao. Vãi, vãi. 100.000 viên đan dược thiên phẩm. Vạn Bảo Lâu và Thương hội nhà họ Ngô muốn nghịch thiên sao? Thế có là gì, điều khiến người ta chấn kinh là đan dược thần phẩm và thánh phẩm. Làm sao bọn họ có thể có đan dược đẳng cấp này chứ? Lúc này, một đoàn người cương vị cao tập trung ở phòng họp Long Đường, vẻ mặt đầy vẻ không dám tin. Một trưởng lão nhìn báo cáo trong tay, thương hội nhà họ Ngô là một thương hội khá lớn của Côn Luân Hư, nhưng Vạn Bảo Lâu này là thế lực nào?
Sao chưa từng nghe nói đến? Có ai nghe nói đến chưa? Chưa. Lần đầu tiên nghe nói. Hình như trước đây cũng không có danh tiếng gì. Rất nhiều ông lão đều lắc đầu. Đột nhiên, một ông lão đứng lên, nghiêm trọng nói, thuộc hạ của tôi tiến vào giới phàm tục, đang điều tra thông tin của sát thần. Trong giới phàm tục, sát thần có một thế lực, tên là Vạn Bảo Lâu. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi đứng bật dậy. Sát thần. Diệp Bắc Minh. Vạn Bảo Lâu là sản nghiệp của Diệp Bắc Minh. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Liền sau đó, đại trưởng lão Long Đường cất giọng âm u, kẻ này, rốt cuộc lấy đâu ra 100.000 viên đan dược thiên phẩm. Cho dù tất cả thầy luyện đan của Long Đường chúng ta luyện chế ngày đêm, 100.000 viên đan dược thiên phẩm, cũng phải mất một tháng. 1.000 viên đan dược thần phẩm, cho dù bảo mấy vị đó ra tay, 3 tháng có thể luyện ra được không? Lúc này, một giọng nói vang lên, tôi không làm được. Trong lòng mọi người kinh hãi. Soạt, đều quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy một ông lão chậm rãi đi đến, theo sau là mấy thanh niên. Lúc nhìn thấy người này, sượt sượt sượt. Tất cả những người có cương vị cao của Long Đường đều đứng lên, tham kiến Đan Hoàng. Vẻ mặt kính sợ, đại trưởng lão Long Đường đích thân đứng lên, tiền bối Đan Hoàng, ông, sao ông lại ra đây? Đan Hoàng, địa vị sánh ngang với chủ của Long Đường. Đan Hoàng cất giọng lạnh nhạt, bên ngoài lại có người bán đấu giá lượng lớn đan dược thần phẩm, thậm chí là đan dược thánh phẩm. Nếu tôi còn không ra ngoài đi lại, thì chẳng phải người của Côn Luân Hư sẽ quên mất tôi ư? Trong lòng mọi người run lên. Cái danh Đan Hoàng, 1.000 năm trước đã uy chấn Côn Luân Hư. Nếu ông ta xuống núi, cả Côn Luân Hư sẽ chấn động. Đại trưởng lão tỏ vẻ mặt kính sợ, số đan dược này xuất ra từ một nơi tên là Vạn Bảo Lâu, mà chủ nhân của Vạn Bảo Lâu đó tên là Diệp Bắc Minh. Đan Hoàng thản nhiên nói, sát thần Diệp Bắc Minh, tuy tôi ở nơi thâm sâu, nhưng cũng không đến nỗi không biết chuyện bên ngoài. Sát thần này, dạo này lại ngạo mạn rồi. Số đan dược này chắc chắn không phải là đồ của hắn, phía sau hắn còn có người khác. Đại trưởng lão cũng gật đầu cho là đúng, Đan Hoàng, ông nghĩ sao? Đan Hoàng cau mày. Suy nghĩ một lát. Cuối cùng, lắc đầu, tôi không thể đánh giá, tất cả phải đợi sau khi gặp kẻ này và nhìn thấy đan dược rồi tính. Không chỉ là Long Đường, các thế lực ở tổ địa khác cũng đều cùng một suy nghĩ. Thang Long Môn đã bị hủy, kết giới của tổ địa cũng biến mất. Lần này, các thế lực và gia tộc lớn trong tổ địa gần như đều xuất quân. Bất kể có chuyện gì, 3 ngày sau, tập trung ở thành Côn Luân cho tôi. Nếu thực sự bán đấu giá những đan dược thần phẩm, thậm chí là thánh phẩm, không tiếc mọi giá phải có được. Một số thế lực và gia tộc, thậm chí còn hạ lệnh quyết tử. Côn Luân Hư, thế lực hạng 2 như Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phản Âm Cốc, Cung Hạo Miểu, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông, Học Viện Thiên Thần. Thế lực hàng đầu như Cung Tuyết Thần và Điện Kỵ Sĩ Thánh Long, cũng không ngồi yên. Đều chạy đến thành Côn Luân. Mới ngày đầu tiên, thành Côn Luân đã đông người hỗn loạn. Một lúc xuất hiện thêm mấy trăm ngàn võ giả. Cánh cửa đóng chặt. Vô số người thu võ chạy đến, nhưng thương hội nhà họ Ngô căn bản không dám mở cửa. Trước cửa sổ một tầng trong lầu cao của nhà họ Ngô. Ngô Tố Hải nhìn đường đi đông nghìn nghịt người, sợ đến mức cả người run rẩy. Con gái, con cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được không? 10.000 viên đan dược thiên phẩm. 1.000 viên đan dược tuyệt phẩm. 100 viên đan dược thánh phẩm. Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, nếu như cậu Diệp không lấy ra nổi nhiều đan dược như vậy. Đám người thu võ đó sẽ xé xác nhà họ Ngô chúng ta ra mất. Gương mặt xinh đẹp của Ngô Khinh Diên nóng lên, cơ thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nhiều người thu võ tiến vào thành Côn Luân như vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy. Ánh mắt Ngô Khinh Diên kiên định, bố, từ trước đến nay chưa bao giờ anh Diệp nói mạnh miệng cả, chỉ cần nhà họ Ngô chúng ta ôm chặt đùi anh Diệp thôi. 3 ngày sau, nhà họ Ngô ta sẽ là thương hội lớn nhất Côn Luân Hư, không người nào có thể dung chuyển được. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Thành Côn Luân đã có hơn triệu người thu võ tràn vào. Giờ phút này, thương hội nhà họ Ngô căn bản chưa được triệu người thu võ. Cho nên, Vạn Bảo Lâu và thương hội trực tiếp dựng một bàn đấu giá ở quảng trường trung tâm thành Côn Luân. Đám người Vạn Lăng Phong,
Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo ở đây duy trì trật tự. Đây đều là thế lực lớn, không thể qua loa được. Trong đám người, Tiêu Nhã Phi không nhìn được hỏi chị, không phải anh ấy đã tiến vào tổ địa Long Mạch sao? Ra ngoài từ bao giờ vậy? Còn đột nhiên tổ chức một hội đấu giá đan dược. Tiêu Dung Phi cau mày, chị cũng không biết anh ấy muốn làm cái gì nữa. Người này luôn luôn có thể làm ra chuyện khiến người ta giật mình, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không đơn giản. Đôi mắt đẹp của Tiêu Nhã Phi lấp lóe, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Không chỉ có hai chị em này, mà còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ở trong đám người. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Long Đường, Đan Hoàng đến. Xung quanh đều phải sợ hãi. Cái gì? Đan Hoàng, đậu má, không thể nào. Vèo. Một giây sau, vô số ánh mắt quay đầu, nhìn về phía một phương hướng. Chỉ thấy một ông lão có khí thế kinh người được một đám người tu võ tiên thiên vây quanh đi tới. Đan Hoàng. Thật sự là ông ta sao? Trời! Hơn triệu người tu võ ở đây đều hít sâu một hơi. Bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy Đan Hoàng, nhưng trong nhà rất nhiều người gần như đều có chân dung của Đan Hoàng. Mỗi ngày đều dùng hương hỏa tế bái. Ngô Khinh Diên và Lăng Thi Âm nhìn nhau một cái, vậy mà Đan Hoàng cũng đến đây. Đại trưởng lão Huyền Lôi Cốc tham kiến Đan Hoàng. Tông chủ Thiên Kiếm Tông khấu kiến Đan Hoàng. Cốc chủ Phản Âm Cốc bái kiến Đan Hoàng. Cung Hạo Miểu, Cung Xã Tắc, trưởng lão và tông chủ các thế lực lớn đều cực kỳ kích động. Những nhân vật bình thường cao cao tại thượng này giờ phút này đều cung kính giống như học sinh tiểu học. Đám người của những thế lực nhỏ còn không có tư cách tới gần Đan Hoàng. Đan Hoàng khẽ vuốt cằm, phun ra một chữ ừm. Sau đó, trực tiếp lướt qua những người này. Bọn họ còn không dám nói gì. Chỉ biết cung kính đi theo phía sau. Đồng tử Mộc Tuyết Tình co lại, đây chính là Đan Hoàng sao? Địa vị quả nhiên kinh khủng. Lôi Bằng kích động nói, đờ mờ, thế mà Đan Hoàng lại tới thật. Theo chúng ta đi bái kiến Đan Hoàng đi. Bên cạnh Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi, một đôi vợ chồng trung niên chậm rãi đứng dậy. Chính là bố mẹ của hai người. Tiêu Đạo Sơn. Hoàng Phủ Nguyệt. Tiêu Đạo Sơn nói, Dung Nhi, Nhã Nhi. Theo bố đi gặp Đan Hoàng. Vâng. Hai người đi theo phía sau. Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt đi đến trước mặt Đan Hoàng, khẽ khom người, Tiêu Đạo Sơn, Hoàng Phủ Nguyệt dẫn hai con gái đến bái kiến Đan Hoàng. Tham kiến Đan Hoàng. Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi nói theo. Lúc nhìn thấy hai cô gái, một người trẻ tuổi sau lưng Đan Hoàng lập tức sáng mắt lên. Đan Hoàng dừng bước lại, hóa ra là Tiêu Hiền Chất. Sức khỏe của Tiêu lão quái thế nào rồi? Sẽ không chết chứ? Đậu má! Đám người chỉ cảm thấy ngạt thở. Suýt nữa bị dọa chết tươi. Nhà họ Tiêu ở bên trong tổ địa là một trong bốn gia tộc lớn ở dưới Long Đường. Tiêu lão quái này chắc hẳn là lão tổ của nhà họ Tiêu, tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng, Đan Hoàng lại trực tiếp hỏi Tiêu lão quái sẽ không chết chứ? Tiêu Đạo Sơn không có chút giận dữ nào. Mỉm cười trả lời, Đan Hoàng tiền bối, bố cháu còn đang bế quan. Ông ấy vẫn luôn nhớ đến ngài, nếu rảnh, mong ngài hãy đến nhà họ Tiêu làm khách. Bố cháu nhất định sẽ rất vui vẻ. Đan Hoàng cười ha ha, lão già kia nhớ lão phu. Hay là đan dược của lão phu. Khụ khụ. Bị chọc thủng, Tiêu Đạo Sơn có chút xấu hổ. Đột nhiên, người trẻ tuổi sau lưng Đan Hoàng cười nói, chào bác Tiêu, bác gái, Hoàng Phủ. Tiêu Đạo Sơn sững sờ, vị này là. Đan Hoàng nhàn nhạt nói, cháu trai của lão phu, năm nay 35 tuổi. Vẫn luôn theo lão phu học tập luyện đan. Thiên quân, cháu đã tiến bộ đến mức nào rồi? Cháu trai của Đan Hoàng. Đám người giật nảy cả mình. Tất cả đều nhìn về phía Lý Thiên Quân bằng ánh mắt nóng bỏng. Lý Thiên Quân khiêm tốn nói, ông nội, cháu đã hoàn toàn biết luyện chế ra đan dược địa phẩm ba đan văn. Xác suất thành công đại khái là 6-7 phần. Còn chưa quen với cách luyện chế ra đan dược thiên phẩm 4 đan văn lắm. Xác suất thành công đại khái khoảng 3 phần 10. À, nghe thấy lời này. Đám người hít sâu một hơi. Cho dù là Tiêu Đạo Sơn thì trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. 35 tuổi, thế mà lại có thể luyện chế ra đan dược thiên phẩm. Còn có 3 phần xác suất thành công. Đây đã là thực lực của đan vương rồi.
Tiêu Đạo Sơn không nhịn được cảm thán, thiên quân mới 35 tuổi, thế mà đã có thực lực của Đan Vương, Đan Hoàng có người kế nghiệp rồi. Lý Thiên Quân làm ra dáng vẻ khiêm tốn, so sánh với trăm ngàn viên đan dược thiên phẩm mà Diệp Bắc Minh tuyên truyền thì vẫn không tính là gì. Người ta mạnh hơn cháu nhiều, ít nhất cháu không lấy ra trăm ngàn viên đan dược thiên phẩm. Bên ngoài là khiêm tốn. Trên thực tế là đang mỉa mai Diệp Bắc Minh. Ha 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 ha. Xung quanh lập tức truyền đến những tiếng cười vang. Một vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cười nói, Lý Công Tử, chắc chắn đây chỉ là một trò đùa thôi. Trăm ngàn viên đan dược thiên phẩm, nói đùa sao? Đúng thế, đến lúc đó có thể lấy ra 10.000 viên, tôi đã thấy Diệp Bắc Minh châu bò rồi, có người phụ họa. Tiêu Nhã Phi không nhịn được nói, thế nhưng Diệp Bắc Minh kia thật sự rất lợi hại. Nói không chừng anh ấy thật sự có thể lấy ra 100.000 viên đan dược thiên phẩm, cũng có thể lấy ra đan dược tuyệt phẩm và thánh phẩm thì sao? Lý Thiên Quân nhíu mày lại, ồ, cô Tiêu biết cậu ta. Tiêu Nhã Phi gật đầu theo bản năng, biết chứ, hơn nữa chúng tôi còn. Tiêu Dung Phi kéo cánh tay em gái mình một cái, Nhã Phi, chớ có nói hưu nói vượn. Em gái đúng là thần kinh thô, không phải cái gì cũng có thể nói ra được đâu. Ặc, Tiêu Nhã Phi thè lưỡi ra. Trong lòng Lý Thiên Quân có chút khó chịu. Từ cái nhìn đầu tiên hắn ta đã coi trọng hai chị em này, còn đang nghĩ cách để thể hiện tốt trước mặt hai người nữa. Không nghĩ tới thế mà các cô lại quen biết Diệp Bắc Minh. Xem ra có vẻ các cô ấy rất quen thuộc với cậu ta. Ha ha, đợi lát nữa nếu Diệp Bắc Minh dám xuất hiện, các cô sẽ biết sự chênh lệch giữa cậu ta và tôi. Lý Thiên Quân vô cùng tự tin. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Thời gian cũng trôi qua từng giây từng phút. Đã gần tới 12 giờ trưa. Ngô Khinh Diên có chút lo lắng, sao chủ nhân còn chưa tới? Sắp tới 12 giờ rồi. Lăng Thi Âm nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, còn 5 phút nữa, chủ nhân sẽ đến vào phút chót. Các nhân vật lớn đã lần lượt đến. Xung quanh bàn luận sôi nổi. Đột nhiên, Đan Hoàng chậm rãi đứng dậy. Xuyệt. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thành Côn Luân đều yên lặng. Yên lặng như tờ. Đan Hoàng nhìn về phía đài cao ở giữa hội đấu giá, chừng nào thì bắt đầu đấu giá. Đan dược của mấy người đâu? Diệp Bắc Minh đâu? Chỉ là ba câu nói ngắn ngủi. Lại khiến đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo như có áp lực vô tận. Vạn Lăng Phong trả lời, chủ nhân nói đúng 12 giờ chưa thì chính là 12 giờ. Còn 3 phút nữa mới tới 12 giờ, vẫn chưa tới thời gian cơ mà. Vèo! Mọi người khiếp sợ nhìn Vạn Lăng Phong. Ai nấy đều ngây ra. Lý Thiên Quân cười lạnh một tiếng, đúng là to gan, sao ông dám nói chuyện với ông nội tôi như thế? Nên đánh. Vèo. Một giây sau, Lý Thiên Quân bước ra một bước, trong nháy mắt đã đi lên trên đài đấu giá, vung tay ra đánh Vạn Lăng Phong. Hắn ta chẳng những là một vị đan vương 35 tuổi, mà cảnh giới võ đạo cũng là võ đế đỉnh phong. Vạn Lăng Phong giống như bị xe tải đụng vào, ngã mạnh xuống đất. Lý Thiên Quân giẫm một chân lên trên đầu Vạn Lăng Phong, xin lỗi ông nội tôi ngay, nếu không, chết. Cậu, đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo vô cùng sợ hãi. Lâm Thương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, tên kia, nơi này là thành Côn Luân, cậu dám đánh người khác như vậy ư? Ồn ào, Lý Thiên Quân trở tay vung ra. Phụt, Lâm Thương Hải như bị sét đánh, hai chân bị chặt đứt. Ngã xuống đất rầm một tiếng. Giọng nói lạnh lẽo truyền đến, tôi bảo ông quỳ xuống nói xin lỗi, có nghe thấy không? Vạn Lăng Phong xấu hổ giận dữ muốn chết, phẫn nộ gào thét, ngoại trừ chủ nhân ra, bất kỳ người nào cũng không thể khiến tôi quỳ xuống. Đan Hoàng cũng không được. Hai, Lý Thiên Quân thở dài một tiếng, nếu đã như vậy, vậy ông đi chết đi. Ha ha, đột nhiên. Một tiếng cười lạnh như băng vang vọng trên không trung thành Côn Luân, tới tham gia hội đấu giá của tôi mà còn muốn giết người của tôi ư. Lúc nghe được giọng nói này, tất cả mọi người đều run lên. Mục Tuyết Tình kích động, anh ấy đến rồi ư. Là giọng nói của anh ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của hai chị em Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi đều hiện ra vẻ mừng rỡ. Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt nhìn thoáng qua nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người có thể khiến hai đứa con gái của mình vui vẻ như thế.
Lôi Bằng kích động đứng lên, là giọng nói của anh sát thần, tuyệt đối là anh sát thần. Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phản Âm Cốc, Cung Hạo Miểu, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông, Học Viện Thiên Thần. Còn có Điện Kỵ Sĩ Thánh Long, Tuyết Thần Cung, Long Đường và vô số thế lực khác thi nhau ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bởi vì, giọng nói này truyền đến từ trên cao. Chỉ trong chốc lát, con người của tất cả mọi người đều kịch liệt co rút. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống. Ở phía sau anh có một thị nữ đi theo, chính là Trần Lê Y. À, sao dáng vẻ lại khác rồi? Chẳng lẽ đây mới là khuôn mặt thật của cậu ấy? Rất nhiều người đều hiểu ra. Thiếu chủ, chủ nhân, ngài tới rồi. Đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Đường Thiên Ngạo vô cùng kích động. Lâm Thương Hải phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chủ, tôi vô dụng. Vạn Lăng Phong cười ha ha, Lăng Phong tham kiến chủ nhân. Lý Thiên Quân đứng chắp tay, chân đạp lên đầu Vạn Lăng Phong. Vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Hắn ta nghiêng người liếc xéo Diệp Bắc Minh, cậu chính là Diệp Bắc Minh. Lôi ảnh trùng trùng. Diệp Bắc Minh giống như một bóng ma, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Lý Thiên Quân. Đưa tay bắt lấy bả vai hắn ta. Cái gì, cậu dám ra tay với tôi? Con người của Lý Thiên Quân co lại. Ra tay theo bản năng. Nhưng tốc độ của hắn ta căn bản không nhanh bằng tốc độ của Diệp Bắc Minh, còn chưa ra tay đã kêu thảm một tiếng. Một tiếng răng rắc vang lên. Bả vai hắn ta nổ tung, máu me đầm đìa. A! À, Lý Thiên Quân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Chuyện này! Đám người giật nảy cả mình. Đan Hoàng nhìn thấy cháu trai bị thương cũng rất chấn động, căn bản không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại dám ra tay như thế. Ông ta quát lên một tiếng lớn, Diệp Bắc Minh, cậu đúng là... Ông ta còn chưa kịp nói ra hai chữ to gan. Diệp Bắc Minh đã nhấc chân, đạp mạnh lên đầu Lý Thiên Quân. Ngay trước mặt hơn 1 triệu người, đầu của Lý Thiên Quân nổ tung giống như là dưa hấu. Đan Hoàng gào thét một tiếng, không. Trái tim của ông ta như muốn nổ tung, suýt nữa đau lòng đến chết, không, không, không. Cháu trai, Thiên Quân, không. Diệp Bắc Minh, cậu dám giết cháu của tôi. Đan Hoàng giận dữ gào thét giống như một con dã thú. Đậu má! Sao cậu ta dám giết cháu trai của Đan Hoàng? Đây là muốn nghịch thiên sao? Trời! Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, cả người tê dại. Con người Tiêu Đạo Sơn co vào một chút, cái gì? Dù thế nào ông ta cũng không ngờ tới, Diệp Bắc Minh vừa ra tay đã giết Lý Thiên Quân. Hoàng Phủ Nguyệt cũng khó có thể tin, ông xã, tên nhóc này. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Tiêu Nhã Phi nuốt nước miếng một cái, ngoài dự đoán sao? Tại sao con lại có cảm giác đây chính là tính cách của anh ấy vậy? Tiêu Dung Phi gật đầu thật mạnh, ngoài dự đoán cũng là hợp lý. Đậu má mẹ nó, anh sát thần đúng là trâu bò. Lôi Bằng gần như muốn bất tỉnh. Đan Hoàng, đây là cháu trai của Đan Hoàng đó. Anh sát thần vừa ra tay, thế mà lại trực tiếp giết chết. Còn là giết chết ở ngay trước mặt triệu người, đúng là nghịch thiên. Phù phù phù. Sau lần sôi trào ngắn ngủi. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người hô hấp khó khăn, khiếp sợ nhìn tất cả. Đan Hoàng tức giận đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng, trong mắt đều là tơ máu. Diệp Bắc Minh, cậu dám giết cháu trai tôi. Lão Phu lấy tên tuổi Đan Hoàng để thề, bắt đầu từ hôm nay. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải khiến cậu nợ máu trả bằng máu. Giọng nói của ông ta vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Lời thề của một vị Đan Hoàng, sát thần có thể ngăn cản sao? Đối mặt với uy hiếp của Đan Hoàng, Diệp Bắc Minh không thèm để ý. Anh tiện tay trị liệu thương thế cho Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải. Cái gì? Đám người ngây ra. Đan Hoàng càng nổi giận lôi đình. Một giây sau, Diệp Bắc Minh chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Đan Hoàng, không cần, ông không có cơ hội đó đâu. Lôi ảnh trùng trùng. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt như có một tia chớp xuất hiện. Vèo. Thế mà Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở trước người Đan Hoàng, đánh một quyền về phía trái tim của Đan Hoàng. Ông ta quát to một tiếng, nhóc con, mẹ nó cậu dám ngông cuồng vậy sao? Muốn chết. Đờ mờ.
cả đời lão phu chưa bao giờ thấy hậu bối nào ngông cuồng như vậy. Xung quanh đan hoàng, bốn lão già đồng thời đứng lên, lộ ra vẻ mặt nổi giận. Ầm, bốn nắm đấm đồng thời lao ra. Đều là cảnh giới tiên thiên. Ầm, một quyền của Diệp Bắc Minh va chạm với bốn quyền, một khí tức kinh khủng nổ tung. Bốn phía khán đài như có sóng to gió lớn. Chạy mau. Đám người thu võ xung quanh vô cùng sợ hãi, nhao nhao lui lại. Ầm, đài cao dưới chân đan hoàng nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Bốn lão già cảnh giới tiên thiên cũng bay ra ngoài, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, vẻ mặt không dám tin. Một quyền của Diệp Bắc Minh lại có thể đối kháng với bốn võ giả tiên thiên. Trong nháy mắt bốn tiên thiên bay ra ngoài, đan hoàng đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Anh bước ra một bước, đứng trước người đan hoàng. Sau đó nhẹ nhàng khoát tay, kiếm đoạn long xuất hiện ở lòng bàn tay. Đan hoàng hoàn toàn ngây ra, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, tên kia, cậu muốn làm gì? Lão phu là đan hoàng. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, tôi giết đan hoàng đấy. Cậu muốn giết tôi? Con người đan hoàng kịch liệt co rút. Cơn giận vì cái chết của Lý Thiên Quân trong nháy mắt đã biến mất. Thay vào đó là kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi, cậu dám giết tôi. Khi ông ta vừa dứt lời, kiếm đoạn long đã trả lời ông ta. Vèo. Một kiếm quét ngang tới. Đầu của đan hoàng bay lên cao cao. Giờ phút này, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi bốn lão già của Long Đường bị đánh lui, vừa định xông lên liền nhìn thấy đan hoàng bị chém bay đầu, ai nấy đều sững sờ tại chỗ, không nhịn được run rẩy một chút. A, những tiếng hít khí lạnh truyền đến. Trời ạ, vô số người kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, da gà cả người nổi lên. Đậu má, Tiêu Đạo Sơn cũng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. Vụt, lập tức đứng lên. Không chỉ là ông ta, rất nhiều người tu võ cũng đều khiếp sợ đứng dậy. Đan hoàng, chết rồi. Bọn họ biết sát thần ngông cuồng, nhưng cũng không nghĩ tới lại ngông cuồng như thế. Đại trưởng lão Long Đường giận dữ vỗ bàn đứng dậy, sát ý lạnh như băng gần như ngưng tụ thành thực chất. Diệp Bắc Minh, đan hoàng là người mà Long Đường cung phụng, cậu dám giết ông ta ư? Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời, Long Đường, là rác rưởi gì vậy? Ở trước mặt Diệp Bắc Minh tôi, cho dù là đầu rồng cũng phải quỳ xuống. Thành Côn Luân là địa bàn của tôi, tới tham gia hội đấu giá của tôi thì phải làm theo quy củ của tôi. Tay anh cầm đầu đan hoàng, trở về trên đài đấu giá, tiện tay vứt xuống đất. Vô cùng ngông cuồng, vô cùng phách lối. Anh giận dữ hét lên như hổ gầm rồng kêu, ai dám làm trái sẽ có kết cục như người này. Khí thế của Diệp Bắc Minh tăng lên tới đỉnh điểm, còn có ai không phục không? Giờ phút này, khí thế của Diệp Bắc Minh lao thẳng lên trời, nghiền ép tất cả. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám phát ra một tiếng nào. Chủ nhân, thiếu chủ, đám người Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong kích động suýt nữa ngất đi. Cảm giác nghiền ép tất cả, không quan tâm đến gì này. Thoải mái, mẹ nó đúng là quá sung sướng. Cậu, con người đại trưởng lão Long Đường co lại, mặt trầm như nước. Mấy ông lão ở một bên nén thấp giọng, đại trưởng lão, đừng kích động. Phía sau kẻ này chắc chắn có người chống lưng, không chừng còn nhằm vào Long Đường. Đúng thế, làm sao kẻ này có thể dám ngang ngược như vậy? Phía sau hắn chắc có nhân vật lớn chống lưng. Mấy ông nói đều nói, còn thanh kiếm trong tay hắn, khí tức tuyệt đối không sai, chắc chắn là thần khí. Hừ. Đại trưởng lão Long Đường hừ lạnh lùng một tiếng, không nhiều lời nữa. Mọi người sững sờ. Đan hoàng bị Diệp Bắc Minh chém. Chẳng lẽ Long Đường bỏ qua như vậy? Lôi Bằng kích động đến ngừng hít thở, anh sát thần, anh chính là vị thần của tôi. Mục Thừa không nhịn được mắng một câu, mẹ kiếp, nếu cả đời tôi có một phần mười sự cuồng ngạo của anh ta, thì chết cũng không hối tiếc. Tiêu Đạo Sơn quay đầu nhìn hai con gái, Dung Nhi, Nhã Nhi, thế này là sao? Rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch thế nào? Các con nói thật hết tất cả thông tin của cậu ta cho bố. Tiêu Nhã Phi há hốc miệng, a, con không biết, chị thân với anh ta hơn. Tiêu Đạo Sơn nghiêm trọng nhìn sang Tiêu Dung Phi, Dung Nhi, cậu ta có thân phận gì? Tiêu Dung Phi hoàn hồn lại từ trong chấn hãi, bố à, con gái cũng không biết. Chỉ là một cô bạn thân của con gái,
hình như từ trong cấm địa long mạch đi ra. Cái gì? Tiêu Đạo Sơn và vợ Hoàng Phủ Nguyệt cứng đờ người, không hẹn mà cùng nghĩ, chẳng lẽ cậu ta là người từ trong đó ra? Nếu thực sự là như vậy, thì cũng thật đáng sợ. Cùng lúc đó, ở một góc không nổi bật của quảng trường, một thanh niên anh tuấn đến mức khiến phụ nữ cũng phải ngưỡng mộ khẽ cười, thú vị, ở nơi tài nguyên võ đạo thiếu thốn như Côn Luân Hư, lại có nhân tài như vậy. Một ông lão gù phía sau lên tiếng, công tử, nếu cậu có hứng thú với anh ta. Bây giờ lão nô ra tay, khiến anh ta thần phục. Ở hiện trường có hàng triệu người, cho mọi người nhìn thấy, cậu giáo huấn loại người này như thế nào. Người thanh niên vươn vai, vội gì chứ? Bản công tử vẫn chưa xem đủ kịch hay, đợi vở kịch kết thúc cũng không muộn. Rõ. Ông lão lưng gù không nói nhiều thêm. Tinh. Bỗng nhiên, tiếng chuông đồng hồ vang lên. 12 giờ. Lăng Thi Âm nhìn đồng hồ đeo tay, từ lúc chủ nhân xuất hiện đến lúc giết Lý Thiên Quân, giết Đan Hoàng, mới qua 5 phút. Tôi còn cho rằng đã qua lâu như 100 năm đấy. Giọng già nua của đại trưởng lão Long Đường vang lên, Diệp Bắc Minh, đã đến giờ, đan dược của cậu đâu? Đúng thế. Đan dược đâu? Mấy ông lão khác cũng lên tiếng hỏi theo. Diệp Bắc Minh giơ tay. 100 cái sọt từ tháp Càn Khôn Chấn Ngục bay ra, trong mỗi một cái sọt có 1.000 viên đan dược. 100 cái sọt cộng lại, tổng cộng 100.000 viên. 100.000 viên đan dược thiên phẩm. Hội trường lập tức yên tĩnh. Cho dù là người đàn ông anh Tuấn ở trong góc cũng ngẩn người, ô. Bắt đầu thú vị rồi. Liền sau đó. Vãi. Cả hội trường xôn xao. Đây đều là đan dược thiên phẩm. Làm sao có thể? Con người của mọi người sắp trố lồi ra. Vốn không thể tin đây là sự thực. Mẹ kiếp, đây đều là đan dược thiên phẩm, mà lại đựng bằng sọt. Đựng bằng dụng cụ cao cấp hơn không được sao? Vãi. Hàng triệu võ giả có mặt đều thộn người. Đối với bọn họ, mỗi một viên đan dược thiên phẩm đều vô cùng quý giá. Nhưng số đan dược thiên phẩm đều ở trong tay Diệp Bắc Minh, lại giống như rác rưởi. Đám người Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mục Tuyết Tình nhìn chằm chằm 100.000 viên đan dược, chấn kinh không thốt ra lời. A, à, đồng tử của hai chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi co mạnh lại. Khuôn mặt già của Tiêu Đạo Sơn vô cùng chấn kinh, cậu ta lấy ra được thật. Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt nghiêm trọng, ông xã, lai lịch của cậu ta tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Đạo Sơn chỉ muốn nói một câu, còn cần bà nói sao? Người bình thường có thể lấy ra 100.000 viên đan dược thiên phẩm không? Đám người đại trưởng lão Long Đường cũng chấn động, làm sao có thể? Thực sự có 100.000 viên đan dược thiên phẩm. Bốn đường vân đan, tuyệt đối không phải là giả. Nhìn khí tức của số đan dược này, vẫn còn tươi mới, là vừa được luyện chế ra mới đây. Không quá 3 ngày, đám người Long Đường sôi sục. Các tông môn và gia tộc khác, người nào cũng hoa mắt chóng mặt. Cảm giác như đang nằm mơ. Chủ nhân, đám người Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong, Ngô Khinh Diên, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo cũng trố mắt. Hàng triệu võ giả ở hội trường, ánh mắt người nào cũng rực lửa. Tham lam, chấn kinh, kích động. Bọn họ chỉ sợ hàng triệu võ giả có mặt đột ngột ra tay, trực tiếp cướp đan dược. Gru, Diệp Bắc Minh dậm chân, cùng với tiếng rồng gầm, sau lưng nổi lên huyết khí ngút trời. Được rồi, những ai muốn ra tay cướp, bây giờ có thể ra tay. Soạt, toàn hội trường im lặng. Hàng triệu ánh mắt đều dồn lên Diệp Bắc Minh. Các võ giả có suy nghĩ này trong lòng lại sợ hãi cúi đầu. Ây! Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, không có ai muốn ra tay cướp sao? Anh lại hơi thất vọng. Mẹ kiếp! Rất nhiều người không nhịn được tức giận thầm mắng trong lòng, mày thật đáng chết, mẹ kiếp, mày đúng là đáng chết. Bọn tao cướp thế nào được hả? Bây giờ ra tay cướp, chẳng phải là chết chắc sao? Mẹ kiếp, tên nhóc này quá gian xảo, chắc chắn có cao thủ ẩn quanh đây. Đây là suy nghĩ trong lòng đa số người. Một mình Diệp Bắc Minh, làm sao có thể ngang ngược như vậy? Chắc chắn có cao thủ ẩn nấp quanh đây. Mà còn là kiểu rất khủng bố. Bây giờ ra tay, thì sẽ chết chắc. Một lát sau, Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, trước khi cuộc bán đấu giá bắt đầu, tôi ra lệnh truy nã trước. Lệnh truy nã? Toàn bộ võ giả có mặt đều ngẩn người. Kẻ này lại giở trò gì đây? Đột nhiên,
Diệp Bắc Minh quát một tiếng, tôi lấy danh nghĩa sát thần, truy nã tất cả người của cung Hạo Miểu, học viện thiên thần. Ai giết được một đệ tử bình thường, có thể lĩnh một viên đan dược thiên phẩm ở chỗ tôi. Giết được một trưởng lão của họ, lĩnh một viên đan dược thần phẩm. Giết viện trưởng của họ, hoặc là thái thượng trưởng lão, có thể đến lĩnh một viên đan dược thánh phẩm. Lệnh truy nã đột ngột. Khiến người của học viện thiên thần và cung Hạo Miểu đều sửng sốt. Viện trưởng của học viện thiên thần và đại trưởng lão của cung Hạo Miểu đều đứng bật lên, vẻ mặt chấn kinh, cậu Diệp, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh cười, ha ha ha, làm gì? Lúc trước, khi các ông lùng bắt mẹ của tôi, có phải không nghĩ đến ngày hôm nay không? Khoảng thời gian này tôi không có thời gian đi tính sổ với các người, có phải các người nghĩ rằng tôi quên rồi không? Nghe thấy lời này, sắc mặt hai người tái nhợt. Viện trưởng của học viện thiên thần nuốt nước miếng, cậu Diệp, sự việc năm đó, là lỗi của chúng tôi. Tôi tạ tội với cậu. Đại trưởng lão của cung Hạo Miểu cũng nhanh chóng nói, cậu Diệp, sự việc năm đó có hiểu lầm. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đừng giải thích, tôi không muốn nghe. Những kẻ truy giết mẹ tôi, lùng bắt mẹ tôi, diệt cả tộc. Các người còn đợi cái gì? Hai lão già này hình như là cảnh giới tiên thiên phải không? Soạt. Trong tích tắc, mấy chục ánh mắt dồn lên hai người. Một ông lão hô một tiếng, Diệp Bắc Minh, tôi giúp cậu giết hai người này. Nếu cậu dám lừa tôi không xong với cậu đâu. Ầm ầm ầm. Một ông lão bùng lên lập tức chạy đến trước người viện trưởng của học viện thiên thần, bùng phát khí tức cường mạnh. Một trưởng hung hãn nghiền áp xuống. Khí tức trên tiên thiên. Tiền bối, đừng. Viện trưởng của học viện thiên thần kinh hoàng, vốn không đỡ nổi một đòn. Phụt, lập tức hóa thành xương máu. Liền sau đó, ông lão quay người, lại giết đại trưởng lão của cung Hạo Miểu. Đại trưởng lão của cung Hạo Miểu quay người định bỏ chạy như phát điên. Vừa lao đi chưa đến 100 mét đã bị ông lão kia đuổi đến, tung một quyền đánh vào lưng. Phụt, lồng ngực xuất hiện một lỗ hổng đáng sợ, ngã xuống đất tử vong. Diệp Bắc Minh nhanh gọn dứt khoát, giơ tay ném ra hai viên đan dược. Ông lão nhận lấy xem, đồng tử co mạnh lại, hít khí lạnh, suýt. Vãi! Sáu đường vân đan, đan dược thánh phẩm. Đúng là đan dược thánh phẩm. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, mọi người còn đợi gì nữa? Người của học viện thiên thần và cung Hạo Miểu, còn chưa giết hết đâu. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười như ma quỷ, cho người truy giết mẹ tôi. Lên trời không có đường, xuống địa ngục không có cửa. Các người cũng từ từ hưởng thụ đi. Cái gì? Đúng là đan dược thánh phẩm. Vãi! Các võ giả khác ngồi không yên. Còn đợi cái gì? Giết! Rất nhiều võ giả trực tiếp ra tay, xông vào trong đám người học viện thiên thần và cung Hạo Miểu. Tiếng kêu thảm vang lên. Chưa đến một phút, hàng trăm người của học viện thiên thần và cung Hạo Miểu đều bị giết sạch. Diệp Bắc Minh bốc một nắm đan dược ném cho những người ra tay. Đan dược thiên phẩm trong tay anh, cứ như không cần tiền vậy. Đồng tử của tất cả mọi người co lại. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng, tông môn của học viện thiên thần và cung Hạo Miểu còn chưa diệt hết đâu. Các người có thể tùy ý săn giết người của tông môn bọn họ, cho đến khi tông môn của họ bị diệt sạch thì thôi. Lời của tôi, có hiệu lực vĩnh viễn. Cơ thể của tất cả mọi người run lên. Sát thần muốn tiêu diệt hoàn toàn hai thế lực hạng hai này. Người của Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phản Âm Cốc, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông giật khóe miệng, học viện thiên thần và cung Hạo Miểu xong đời rồi. Cũng may năm đó chúng ta không làm việc đó. Lập tức có gia tộc hạ lệnh, truyền lệnh xuống dưới, nói với tất cả mọi người trong gia tộc. Đắc tội với ai cũng không được đắc tội với sát thần. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh không nhiều lời, đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, 10.000 viên đan dược thiên phẩm. Giá khởi điểm, 15 triệu khối nguyên. Vãi! Rất nhiều người trực tiếp chửi thề. Hoàn toàn thộn người. Ánh mắt mọi người rực lửa, người nào cũng thở gấp, bị dọa sợ phát điên. Mẹ kiếp, còn là người không? Vãi! Hành động này của sát thần, đúng là không ai bằng. Mẹ kiếp, thật khí phách. Trên lịch sử của Côn Luân Hư, có 102. 10.000 viên đan dược cùng đấu giá, đúng là muốn nghịch thiên. Trên lịch sử Côn Luân Hư, chưa từng có lần nào vật phẩm đấu giá vượt quá 15 triệu khối nguyên phải không?
rất nhiều không nhịn được quát nói. Một vài ông lão của thế lực lớn nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, còn trẻ đã như sát thần. Tiêu Đạo Sơn hô lớn một tiếng, nhà họ Tiêu ở tổ địa, ra giá 16 triệu khối nguyên. Tất cả mọi người đều chấn hãi nhìn qua. Hoàng Phủ Nguyệt ngẩn người, ông xã, ông. Tiêu Dung Phi cũng kinh ngạc bố, 16 triệu khối nguyên đó, không phải chuyện đùa đâu. Bố không hỏi gia tộc ư. Tiêu Đạo Sơn lắc đầu, 16 triệu khối nguyên mua 10.000 viên đan dược thiên phẩm. Trung bình một viên mới 1.600 khối nguyên. Đan dược thiên phẩm có 4 đường vân đan, trên thị trường giá ít nhất có thể bán đấu giá đến 2.000 khối nguyên, nhà họ Tiêu coi như được lợi rồi. Ba người phụ nữ ngẩn người. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng, 1, 2, mọi người ngẩn người. Anh đếm số làm gì? Chữ, 3, vừa dứt. Diệp Bắc Minh vung tay, nhà họ Tiêu tổ địa, 16 triệu khối nguyên. Giao dịch thành công. Diệp Bắc Minh lười nói nhiều. Cho người đưa 10.000 viên đan dược thiên phẩm qua đó. Trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nhà họ Tiêu. Tiêu Đạo Sơn cũng thộn người, giao dịch thành công rồi. 10.000 viên đan dược được đưa đến nhà họ Tiêu, tất cả mọi người đều đỏ mắt. Vãi! Đơn giản thế ư! Nhà họ Tiêu được lợi lớn rồi. Vãi, 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 lần này nhà họ Tiêu, ít nhất kiếm được 4 triệu khối nguyên, rất nhiều gia tộc trong tổ địa suýt đố kỵ chết được. Hoàng Phủ Nguyệt vô cùng kích động, ông xã, lần này chúng ta lập công lớn rồi. Tiện tay kiếm được mấy triệu khối nguyên, sau khi quay về, ông cụ chắc chắn sẽ nhìn ông bằng cặp mắt khác. Tiêu Đạo Sơn mỉm cười nhìn hai con gái của mình, đó là cậu Diệp có ý nể mặt. Nếu không phải vì hai con gái quen biết cậu Diệp. E rằng, ha ha, chuyện tốt này chưa đến lượt chúng ta. Tiêu Đạo Sơn đứng lên, cười nói về hướng sân khấu bán đấu giá, ha ha ha, cảm ơn cậu Diệp. Tiêu Đạo Sơn không mang theo nhiều nguyên như vậy, tạm thời chỉ có 3 triệu khối nguyên. 13 triệu khối nguyên còn lại, trong một ngày sẽ đưa đến thành Côn Luân. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, được. Anh cũng không sợ nhà họ Tiêu ăn quỵt. Hoàng Phủ Nguyệt ngẩn người, nhìn sang hai con gái, chắc không phải sát thần này có hứng thú với con gái mình chứ. Tiêu Dung Phi nhìn lên sân khấu bán đấu giá, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Trên thực tế, hoàn toàn là nhà họ Tiêu tự đa tình. Anh không thèm lãng phí thời gian. Chỉ cần có người ra giá, anh trực tiếp ra tay. Bất kể gia tộc nào. Đột nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh tiếp tục vang lên, lô thứ hai, 10.000 viên đan dược thiên phẩm. Giá khỏi điểm 15 triệu khối nguyên. Nhà họ Võ tổ địa, ra giá 16 triệu khối nguyên. Một ông lão hô lớn. Diệp Bắc Minh lên tiếng, 1, 2. Các thế lực khác lập tức sốt ruột. Huyền Lôi Cốc, ra giá 16 triệu 500 ngàn khối nguyên. Thiên Kiếm Tông, ra giá 17 triệu khối nguyên. Lưu Ly Tông, ra giá 18 triệu khối nguyên. Nhà họ Hàn tổ địa, ra giá 19 triệu khối nguyên. Các giọng nói vang lên. Cả hội trường nóng rực. Lôi Bằng gần như muốn xỉu, anh sát thần, lợi hại. Chắc chắn đây là cuộc đấu giá đầu tiên trên lịch sử Côn Luân hư. Quá khủng bố. Chúng ta lại được chứng kiến lịch sử. Đám người Mục Thừa, Tống Điệp Y kích động đến toàn thân run lên. Đôi môi run rẩy. Mục Tuyết Tình nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt phức tạp, cảm thấy rất không chân thực, ban đầu khi mình biết đến người này. Là được nghe Nhược Giai nói đến. Một người bình thường giới phàm tục, lại có thể đi đến ngày hôm nay. Mình đang nằm mơ sao? Đột nhiên, một giọng nói thanh lạnh vang lên, kéo Mộc Tuyết Tình về hiện thực. Nhà họ Dịch tổ địa, ra giá 23 triệu khối nguyên. Cả hội trường lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua. Trưởng công chúa của nhà họ Dịch tổ địa, Dịch Tư Giao. Cô ta chính là đệ nhất mỹ nữ tổ địa. Quả nhiên xinh đẹp. Ánh mắt của rất nhiều võ giả nam đều sáng lên. Dịch Tư Giao đứng ở đó, như chim hạc đứng giữa đàn gà. Sau khi cô ta ra giá, rất nhiều thế lực đều im miệng. 10.000 viên đan dược thiên phẩm. Cái giá 23 triệu khối nguyên có hơi cao. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, 1, 2, 3. Nhà họ Dịch tổ địa, 23 triệu khối nguyên, giao dịch thành công. Đấu giá tiếp tục. Dịch Tư Giao nhiều lần ra giá, tổng cộng 10 lần đấu giá, cô ta ra giá thành công 5 lần.
tất cả đều vào khoảng 25 triệu khối nguyên. Ra giá cao hơn giá thị trường 5 triệu. Một lúc cướp được 50.000 viên đan dược thiên phẩm. Nhà học dịch thật là giàu có. Thật lợi hại. Rất nhiều người không nhịn được khen ngợi. Diệp Bắc Minh lên tiếng, 100.000 viên đan dược thiên phẩm đã đấu giá xong, sau đây đấu giá đan dược thiên phẩm và đan dược thánh phẩm. Mời mọi người rời bước di chuyển đến phòng đấu giá của Vạn Bảo Lâu và thương hội nhà họ Ngô. Ánh mắt mọi người lóe lên. Đan dược thiên phẩm và đan dược thánh phẩm, bọn họ vốn không thể nhúng tay được. Không thể nào đấu giá trước mặt hàng triệu người. Đấu giá riêng cũng là bình thường. Dịch Tư Giao mỉm cười, anh Diệp, trong tay của Tư Giao tạm thời chỉ có 5 triệu khối nguyên. Đội tôi về nhà họ Dịch, sẽ cử người đưa đến 150 triệu còn lại cho anh. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu, tôi cho cô thời gian 3 ngày. Rồi quay người định đi. Ha ha! Dịch Tư Giao khẽ cười một tiếng. Chậm rãi ngồi xuống. Mấy ông lão bên cạnh cau mày, không nhịn được nén thấp giọng. Nói nhỏ tiếng chỉ có Dịch Tư Giao có thể nghe thấy, cô chủ, cô hơi bốc đồng rồi. Cho dù là nhà họ Dịch chúng ta, trong vòng 3 ngày cũng không gom được nhiều nguyên như vậy. Đúng thế cô chủ, trong vòng 3 ngày không lấy ra được nhiều nguyên như vậy, chẳng phải sẽ đắc tội với sát thần sao? Có mấy người lo lắng. Dịch Tư Giao ngạo mạn cười một tiếng, không có thì không có. Đắc tội với anh ta. Sợ cái gì? Vẻ mặt một ông lão biến sắc, cô chủ, chẳng lẽ cô không muốn trả? Dịch Tư Giao cười như không cười, tôi không nói là không trả. Nhà họ Dịch tôi vẫn cần thể diện. Nhưng tôi cũng không đồng ý nói trong vòng 3 ngày trả cho anh ta phải không? Tôi chỉ cười, ha ha. Tiếng cười, ha ha, này có rất nhiều ý, tôi không thể một năm sau, 10 năm sau. Thậm chí 100 năm sau trả anh ta. Nếu anh ta muốn lấy nguyên, cho anh ta đến nhà họ Dịch lấy đi. Nếu anh ta đến nhà họ Dịch, chẳng lẽ anh còn được quyền quyết định chắc? Ngạo mạn, bướng bỉnh, không nói lý. Mấy ông lão sợ đến tê dại ra đầu, cô chủ, tuyệt đối không được. Không thể được, không thể được. Cô chủ, chẳng lẽ cô không biết sát thần đáng sợ đến mức nào ư? Dịch Tư Giao tỏ vẻ mặt khinh thường, sợ cái gì? Tôi dùng 5 triệu đổi lấy 50.000 viên đan dược thiên phẩm. Cho dù cụ tổ biết, cũng sẽ khen tôi thông minh. Các ông đi cướp đan dược thần phẩm, thánh phẩm đi, tôi về nhà đây. Mấy ông lão nhà họ Dịch còn lại ngẩn người tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng lưng của Dịch Tư Giao rời đi. Miệng lẩm bẩm, cô chủ, cô đang đưa nhà họ Dịch vào đường cùng đấy ư. Cùng lúc đó, ở một góc của quảng trường, người đàn ông anh Tuấn đó khẽ cười một tiếng, đi thôi, chúng ta đi gặp sát thần này. Ông lão lưng gù cung kính trả lời, vâng. Đột nhiên, vẻ mặt người đàn ông anh Tuấn biến sắc, lấy ra một chiếc la bàn từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Bên trên lóe lên hào quang. Một tấm bản đồ hiện lên. Chính là bản đồ tổ địa Côn Luân Hư. Một dãy núi uốn lượn quanh co trong đó, hiện ra một hình ảnh núi tuyết giống như hình chiếu 3D. Tìm được rồi. Thứ đó lại ở nơi này. Cấm địa Long Mạch. Người đàn ông anh Tuấn mừng rỡ, đi thôi, mặc kệ hắn đã. Đến cấm địa Long Mạch trước rồi tính. Sau khi rời khỏi quảng trường, Diệp Bắc Minh về đến Vạn Bảo Lâu thành Côn Luân, vào trong một mật thất. Cuộc đấu giá hôm nay, thêm cả chiến lợi phẩm giết địch trước đó. 100 triệu khối nguyên đã đủ. Diệp Bắc Minh cười nói, tháp càn khôn chấn ngục, ông có thể hấp thụ rồi. Giọng của tháp càn khôn chấn ngục kích động, cậu nhóc, ân tình này, bản tháp ghi nhớ kỹ. Hấp thụ. Trong tích tắc, 100 triệu khối linh thạch trong tháp càn khôn chấn ngục chất đầy giống như một ngọn núi nhỏ. Đang nhanh chóng biến mất. Ầm ầm ầm. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được, không gian bên trong tháp càn khôn chấn ngục chấn động. Anh kinh ngạc phát hiện, thân tháp vốn một màu trắng tuyết, lại bắt đầu hiện ra một số phù văn thần bí. Một con chân long được điêu khắc nổi ở bên trái. Một con phượng hoàng được điêu khắc nổi ở bên phải. Lại đang động đậy, giống như sắp sống lại. Khí tức của tháp càn khôn chấn ngục bùng lên, ha ha ha, không tệ. Quả nhiên không tệ. 100 triệu khối linh thạch này, quả nhiên khiến bản tháp hồi phục một phần vạn thực lực. Cậu nhóc, cậu đúng là đã giúp tôi việc lớn. Diệp Bắc Minh co giật khóe miệng. Vẻ mặt không dám tin, vãi, thế là xong hả?
ông hấp thụ xong 100 triệu khối nguyên, đôi long phượng chạm trổ này chỉ ngọ nguậy hai cái. Sau đó thân tháp có thêm mấy phù văn là xong hả? Cũng thật lãng phí quá rồi đấy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không vui trả lời, cậu nhóc, cậu còn muốn thế nào? Diệp Bắc Minh không nhìn được hỏi, thật khác xa tôi nghĩ, tôi còn tưởng ông sẽ có sự thay đổi nào đó. Kết quả, chỉ có vậy thôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi lại, cái gì gọi là chỉ có vậy thôi? Cậu nhóc, cậu chỉ nhìn thấy hiện tượng bên ngoài. Trên thực tế đã có thay đổi rất lớn. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, thay đổi thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, thứ nhất, khu vực không gian ở tầng thứ 10 thay đổi. Tôi hồi phục thực lực, khu vực thời gian cũng trở nên cường mạnh hơn. Ban đầu, khu vực thời gian, gấp khoảng 3 lần so với bên ngoài, bây giờ đã là gấp 10 lần rồi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Đồng ý niệm. Tiến vào tầng thứ 10 Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Quả nhiên, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong đã thay đổi, cũng có nghĩa là, tôi ở khu vực thời gian 10 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đúng thế. Vậy còn tạm, Diệp Bắc Minh cũng được an ủi, còn nữa không? Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tiếp tục vang lên, thứ hai, đôi long phượng này, cậu có thể triệu hồi ra để tấn công một lần. Vừa dứt lời. Chân Long và Phượng Hoàng chiếm giữ trên thân Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gầm lên một tiếng. Rồng gầm phượng thét. Con người của Diệp Bắc Minh sắp lồi ra, có thể triệu hồi ra thế giới bên ngoài ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời một cách chắc chắn, đúng thế. Diệp Bắc Minh kích động, vãi, lợi hại đến thế sao? Nếu anh đang chiến đấu, đột nhiên gọi ra một con Chân Long, một con Phượng Hoàng, thì chẳng phải dọa đối thủ sợ chết khiếp. Cấm địa Long Mạch, tổ địa Côn Luân Hư. Dưới chân núi tuyết, ông lão lưng gù và người đàn ông anh Tuấn chạy đến nơi này. Nhìn núi tuyết phía trước, la bàn trong tay người đàn ông anh Tuấn không ngừng lóe lên ánh hào quang màu xanh. Sắc mặt hắn kích động, ha ha ha, bao nhiêu năm như vậy, vậy mà bị tôi tìm được trước. Tô Hiên tôi đúng là may mắn không ai bằng. Phá hủy nơi này cho tôi nhất định phải có được thứ đó. Ánh mắt Tô Hiên rực lửa, tràn đầy tham lam và kích động. Ông lão lưng gù cười nham hiểm, he he, chúc mừng công tử. Vừa giơ tay, một thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay, cuốn lên làn sóng khí vô cùng khủng bố, đập mạnh về phía kết giới phía trước. Cả cấm địa Long Mạch chấn rung. Lúc này, trong cấm địa Long Mạch, Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ cùng ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài lối ra vào của sơn cốc, có người đang tấn công kết giới. Ai mà to gan như vậy, muốn chết hay sao? Đi thôi, đi xem sao. Tốc độ của hai người cực nhanh. Xông đến chỗ lối ra vào của sơn cốc. Phập, ông lão lưng gù tay cầm trường thương, ầm ầm đánh vào lối ra vào có kết giới. Đạm Đài Yêu Yêu quát một tiếng, ông là ai? Thật to gan. Ánh mắt Tô Hiên sáng lên, ở trong còn có người. Lão Vân, bắt cô ta trước rồi tính. Ông lão lưng gù trả lời một tiếng, vâng, công tử. Trường thương trong tay trực tiếp giáng lên người Đạm Đài Yêu Yêu dễ như bẻ cành khô. Tốc độ quá nhanh, không thể tránh nổi. Phụt, Đạm Đài Yêu Yêu phun ra một ngụm máu tươi, bả vai nổ tung. Sắc mặt Khương Tử Cơ tái nhợt, các người không phải là người của Côn Luân Hư. Ông lão lưng gù cười lạnh lùng một tiếng, Côn Luân Hư là nơi rác rưởi nào? Chúng tôi đến đây là để tìm một tòa bảo tháp. Nếu cô từng thấy, tốt nhất nói với chúng tôi, nếu chưa từng nhìn thấy thì không cần thiết phải sống. Ông lão giơ tay. Lòng bàn tay xuất hiện một viên đá. Bên trong hiện một hư ảnh. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, tháp này chính là Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Khương Tử Cơ vừa trị thương cho Đạm Đài Yêu Yêu, vừa cười lạnh lùng, chưa từng thấy. Tô Hiên chắp tay sau lưng đi đến, cúi nhìn từ cao xuống Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu, không cần nhiều lời bọn họ. Bắt lại, lục soát linh hồn, là biết hết thôi. Ông lão lưng gù cười giữ tợn một tiếng, vâng, công tử. Trường thương trong tay bùng phát ra một luồng sóng khí, sát ý hào hùng, đâm về phía lồng ngực của Khương Tử Cơ. Cùng lúc đó, Hoàng Triều Đại Chu. Trong điện kim loan tráng lệ, một ông lão ngồi trên ghế rồng, cả đại điện yên tĩnh. Toàn bộ văn võ quần thần đều quỳ dưới đất. Hoàng đế Đại Chu cất giọng không thể tin nổi, con cháu đời sau nhà họ Diệp từ chối rồi.
Người thanh niên mà cô nói tên là gì? Mộ Thiên Thiên trả lời, bệ hạ, anh ta tên là Diệp Bắc Minh. Trầm mặc hồi lâu, khóe miệng hoàng đế Đại Chu nhếch lên nụ cười nhạt, Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, ha ha ha, cái tên hay đấy. Tại sao cậu ta không muốn đến hoàng triều Đại Chu? Mộ Thiên Thiên lắc đầu, bệ hạ, thần không biết. Hoàng đế Đại Chu cau mày, cậu ta còn nói gì không? Việc này, Mộ Thiên Thiên hơi chần chừ. Sự uy nghiêm của đế vương ập đến, nói đi. Mộ Thiên Thiên sợ đến quỳ dưới đất, bệ hạ, thần không dám nói. Làm sao? Hoàng đế Đại Chu hơi nghi hoặc, chấm hỏi cô dám không nói. Toàn thân Mộ Thiên Thiên toát mồ hôi, bệ hạ, Diệp Bắc Minh ăn nói thực sự là đại nghịch bất đạo. Hoàng đế Đại Chu mặt không cảm xúc, nói đi, chấm tha cho cô tội chết. Vâng, cơ thể Mộ Thiên Thiên run lên, nói ra tình tình lúc đó. Ngoại trừ giấu một số chi tiết, thì đều nói ra toàn bộ, Diệp Bắc Minh yêu cầu thần giao ra danh sách những người hãm hại nhà họ Diệp năm đó. Nếu không, bảo đại chủ chúng ta đợi vong quốc đi. Soạt, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức dồn lên Mộ Thiên Thiên. Suýt, quần thần hít khí lạnh, toàn thân chấn hãi, suýt nữa lồi của con ngươi. Ánh mắt của một số người biến ảo bất định. Đột nhiên, một ông lão mặc máng bào đứng ra khỏi hàng, bệ hạ, kẻ này đúng là đại nghịch bất đạo. Xem ra gia tộc quận vương ám dạ đúng là có lòng tạo phản. Cả hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Hoàng đế Đại Chu cũng ngẩn người, sau đó ngửa cổ cười lớn, ha ha ha, cái gì? Cậu ta nói như vậy thật sao? Mộ Thiên Thiên run rẩy, bệ hạ, đúng là anh ta nói như vậy. Ha ha ha, Hoàng đế Đại Chu cười càng vui vẻ, tốt, tốt, tốt lắm. Không hổ là con cháu của quận vương ám dạ, ngay cả khẩu khí cũng giống y hệt quận vương ám dạ. Chấm càng có hứng thú với cậu ta. Tất cả đại thần có mặt đều ngẩn người. Xem thái độ của hoàng đế, không những không tức giận. Sao lại còn vui mừng? Ông lão mặc máng bào cất giọng nghiêm túc, bệ hạ, kẻ này nói lời ngông cuồng. Hắn nói ra lời này, đã là tội chết. Vi thần kiến nghị, diệt cỏ tận gốc. Hoàng đế Đại Chu nở nụ cười, thái sư, chấm làm thế nào cần ông dạy bảo sao? Ông lão mặc máng bào toát hồ hôi, sượt 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 lùi lại. Lập tức quỳ dưới đất, thần không dám. Hoàng đế Đại Chu lạnh nhạt lên tiếng, chấm mệt rồi, bãi triều. Đợi khi tất cả mọi người đều rời khỏi, Hoàng đế Đại Chu vẫn ngồi trên triều đường, Diệp Bắc Minh. Một lát sau, ông ta giơ tay, lấy một bức tranh từ từ mở ra. Ngắm người phụ nữ trong tranh, mẹ con hai người, thực sự quá giống nhau. Đều vô cùng cuồng ngạo. Không hổ là huyết mạch của hoàng tộc ta. Sự việc năm đó, là chấm có lỗi với nhà họ Diệp các người. Bây giờ phải bù đắp thật tốt. Hoàng đế Đại Chu bình tĩnh lại, trầm mặc hồi lâu. Mới âm u nhả ra một câu, ầy, Bắc Minh, bất luận cậu muốn cái gì, chấm đều cho cậu. Kể cả, là thiên hạ của chấm. Ba ngày sau, Diệp Bắc Minh từ mật thất đi ra. Đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Vạn Lăng Phong sớm đã cung kính canh gác ở đây. Bọn họ tỏ vẻ kích động. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi ra, mọi người đều tiến lên, chủ nhân, cậu xuất quan rồi. Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi, đan dược đã bán đấu giá hết rồi chứ? Ngô Khinh Diên kính sợ nhìn Diệp Bắc Minh, đều bán đấu giá hết rồi. Đan dược thần phẩm và đan dược thánh phẩm, tổng cộng đã bán được 300 triệu khối nguyên. Cô ta cược thắng rồi. Sau lần này, địa vị của thương hội nhà họ Ngô có thể sánh được với thế lực hạng hai của Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, các thế lực khác hẹn đưa nguyên đến, đã đưa đến chưa? Lăng Thi Âm cau này, cậu chủ, gần như tất cả các thế lực đều đưa đến. Duy chỉ có nhà họ Dịch tổ địa không thực hiện cam kết. Ồ, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, 150 triệu khối nguyên của nhà họ Dịch, không đưa đến một khối nào ư. Lăng Thi Âm sầm mặt, một khối cũng không có. Thậm chí, không có ai cho chúng ta một lời giải thích. Trong đôi mắt Diệp Bắc Minh bắn ra ánh lạnh lùng, ha ha, trước nay chưa từng có ai có thể ăn quỵt được của tôi. Nhà họ Dịch ở tổ địa. Các vị khách mời nườm nượp đến chúc mừng không ngớt. Hôm nay là ngày đại thọ 1.500 tuổi của lão tổ nhà họ Dịch. Rất nhiều gương mặt quen thuộc đều có mặt. Hai chị em Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.